xin mến chào quý vị khán thính giả đến với kênh chuyện hay audio quý vị và các bạn thân mến đã bao giờ mọi người thấy cảnh làm dâu an phận mà được nhà chồng coi trọng chưa an phận ở nhà chăm con chăm chồng chăm cả nhà chồng như một ô xin không công để rồi cái giá được trả là sự phản bội và coi khinh của cả nhà chồng nhưng cô gái tên dương trong câu chuyện hôm nay đã biết vùng lên âm thầm trả thù những con người bội bạc biết sống cho chính mình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện đời thường này để cùng biết thêm về hoàn cảnh của Dương nhé. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Sáng, ánh nắng bình minh chiếu vào mặt tôi làm tôi tỉnh giấc. Tôi với tay lấy điện thoại, đồng hồ điểm 6 giờ kém 10. Tôi trở dậy, vệ sinh cá nhân, đi ra thì con vẫn chưa dậy. Tôi xuống nhà đi chợ như bình thường, Lúc về tới thì bố mẹ chồng cũng đã dậy Bố chồng tập thể dục như thường lệ Còn mẹ chồng tôi thì ngồi ngoài hiên nhà Phẩy phẩy cái quạt rồi nhăn mặt bảo tôi Đi chợ cũng lề ma lề mề Chẳng hiểu làm cái gì ngoài ấy Tôi không đáp đi thẳng vào trong Bỏ đồ vào tủ lạnh rồi sắp đồ ăn sáng cho cả nhà Sắp đồ xong tôi đi lên thì thấy con đã dậy Ngồi tự chơi trong cũi Còn Thái thì đang chải chuốt, xịt nước hoa trong nhà tắm. Như thường lệ, tôi bế con vào vệ sinh cho con rồi xuống nhà. Bố mẹ chồng đã lục tục ngồi vào bàn. Tôi lấy cháo cho con ăn. Chồng tôi đã chải chuốt xong, đi xuống, thấy đồ ăn sáng hôm nay là bánh cuốn thì nhăn mặt. Lại bánh cuốn à? Thôi, con không ăn đâu. Tôi ngẩng lên nhìn anh. Không phải bình thường, anh vẫn thích ăn bánh cuốn à? Sao hôm nay chồng tôi có vẻ ấp úng rồi đáp thì ăn mãi cũng đến lúc ngán chứ sao tôi định thắc mắc nữa thì mẹ chồng quay sang bảo cô xem nấu cho nó bát mì đi định để cho chồng bụng đói đi làm à tôi chưa kịp nói gì thì thái đã từ chối thôi để con ăn ở ngoài ạ anh nói xong thì chạy ra lấy xe đi luôn bộ dạng vội vã cứ như bận việc gì đó lắm tôi không thắc mắc gì thêm vì còn bận cho con ăn nữa tôi đưa con đi lớp rồi về nhà bắt đầu một ngày bận rộn như bao ngày khác tiếng điện thoại rung bần bật trên bàn chuẩn bị rơi xuống đất đến nơi tôi vội vã buông cái áo đầy bọt xà phòng đang giặt dở xuống rửa tay qua loa rồi chạy vào nghe alo alo à giọng mai con bạn thân gấp gáp phía bên kia đầu dây mày đang đâu đấy tôi ngơ ngác ở nhà chưa ở đâu có chuyện gì à mày thay đồ ra đây nhanh lên ngay vào luôn tao nhắn địa chỉ cho mày rồi đấy tôi bối rối hỏi lại nhưng mà có việc gì tao đang giặt giở chậu quần áo tiếng con bạn bất lực trong điện thoại rồi ạ à, còn giặt giũ cái gì mày không nhanh đến đây thì đến lúc mất cả chỉ lẫn trải đừng kêu tao cứ ở đấy mà làm ô xin cho nhà người ta đi nói xong nó cúp máy điệu bộ bực mình hết sức tôi không hiểu là có chuyện gì nhưng trong lòng thầm nghĩ chắc là có chuyện gì quan trọng chứ không thì nó cũng sẽ không gọi tôi gấp thế này thế là tôi bỏ dở chậu quần áo thay đồ rồi chạy xuống nhà mẹ chồng đang ngồi xem tivi dưới nhà cười khắp khởi còn bố chồng thì không thấy đâu có lẽ đã đi đánh cờ với hội bạn như thường lệ thấy tôi vội vã đi xuống lại mặc quần áo như chuẩn bị ra ngoài Nụ cười mẹ chồng liền vụt tát Này cô lại đi đâu đấy Việc nhà đã xong hết chưa Dạ con ra ngoài một chút Lát con về con làm nốt ạ à? Tôi nói xong thì đi ra sân Dắt cái xe máy ra cổng Mẹ chồng thấy thế còn nói với theo Liệu mà về nấu cơm đấy Gần trưa rồi Mà còn ra ngoài làm cái gì không biết Việc thì chưa xong Chỉ hở ra là trốn việc Tôi không đáp vì cũng chẳng biết nói gì Chuyện xảy ra như cơm bữa Thôi thì để yên nhà yên cửa Cứ im cho xong Tôi chạy thẳng đến địa chỉ mà mai nhắn Đó là một quán cà phê khá đẹp Có sân vườn hồ cá rất đẹp Nhưng tôi chỉ kịp nhìn lướt qua Còn mát thì phải đi tìm con bạn thân xem Nó đang ngồi ở đâu Tay thì bấm số gọi Con bạn lập tức nhấc máy Mày lên tầng 2 đi Tao ra đón đây rồi Ừ nó đã đứng ngay ở đầu cầu thang chờ tôi lên thấy tôi nó vội vã nói giọng như đang rình gì đó tao nói trước nhé mày phải thật bình tĩnh đấy tao biết chuyện này đường đột nhưng mày có quyền được biết vừa nói nó vừa dẫn tôi vào một bàn trong góc tôi nhìn bộ dạng vội vã của nó lại thêm câu nói kia lo lắng không biết có điều gì kinh khủng đang chờ tôi cho đến khi mai chỉ cho tôi một bàn ở cách đó không xa có hai người một nam một nữ đang ngồi người nữ còn tựa đầu vào vai người nam hai người xem chừng khá tình tứ cứ như một đôi đang yêu nhau nhưng càng nhìn tôi càng thấy người đàn ông kia khá quen mắt cái dáng lưng đó chiếc áo sơ mi kia cả đôi giày và chiếc đồng hồ anh ta đang mang khiến trong lòng tôi ngờ ngợ một điều gì đó tôi thắc mắc quay lại nhìn mai nó cũng đang nhìn tôi ánh mắt như đang chất chứa cái điều gì đó dường như nó cũng hiểu ý khẽ gật đầu lúc này trong lòng tôi xuất hiện một mối tơ vò phải người đàn ông đang tình tứ với cô gái trước mặt tôi kia chính là thái chồng của tôi tôi như chết lặng ngay tức khắc trước mắt tôi hai người đó ôm ấp công khai như trốn không người chiếc nhẫn cưới trên tay thái vẫn còn lấp lánh nguyên vẹn thế mà anh ta lại có thể thản nhiên ôm ấp một người con gái khác không phải vợ mình bàn tay tôi bất giác run lên từng hồi miệng tôi mấp máy không nói nên lời hô hấp cũng trở nên khó khăn khiến tôi cảm thấy như ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình tôi và thái cưới nhau được hơn 2 năm có với nhau một bé gái tên ở nhà là sâu chúng tôi đã có một năm yêu đương trước khi tiến tới hôn nhân. Tôi tự tin rằng mình có thể tin tưởng anh mới quyết định cả đời này nương tựa vào anh. Vậy mà, con tôi chưa đầy một tuổi, anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Mà có vẻ đây không phải lần đầu, cũng phải được một thời gian rồi. Chứ không thì hai người đó không thể nào bình thản và công khai đến thế. Mai nằm lấy tay tôi, định nói gì đó, an ủi, nhưng có lẽ chính nó cũng không biết nói gì vào lúc này cả cơ thể tôi như cứng lại run lên bần bật. mắt chân chân nhìn đôi nam nữ kia lại dám công khai đến thế nhìn vẻ mặt thất thần của tôi mai vội vàng kéo tôi đứng dậy đi xuống dưới tôi cứ theo nó như một kẻ mất hồn tôi không còn quan tâm điều gì nữa trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh hai con người kia mai gửi xe rồi lấy xe máy chở tôi ra bờ hồ Lúc này tôi mới không kìm được nước mắt mà òa khóc Cuộc hôn nhân những tưởng hạnh phúc của chúng tôi Mới chỉ diễn ra chưa đầy 2 năm Đáng lẽ như hầu hết những cặp đôi khác Đây phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất Khi tình yêu của chúng tôi vừa đêm hoa kết trái Không những thế Chúng tôi trước khi cưới Cũng đã bên nhau một năm Trải qua đắng cay ngọt bùi Mới có thể trở thành người cùng nhà Thế mà lấy nhau chưa đầy 2 năm chồng tôi đã có người khác Nhìn hai người họ tình tứ Là đủ hiểu chuyện này Đã diễn ra rất lâu rồi Anh đã phản bội tôi Phản bội lời thề của cả hai người Trong đám cưới Lửa dối tôi không biết từ bao giờ Càng nghĩ tôi càng khóc lớn hơn Xung quanh lác đác có vài người đi đường Nhìn tôi thương cảm Nhưng lúc này tôi không còn quan tâm điều gì nữa Gia đình nhỏ của tôi sắp tàn vỡ rồi Vài ánh nhìn có quan trọng gì nữa đâu. Mai để tôi khóc chán mới nhẹ nhàng bảo, "Tao biết chuyện này sẽ khiến mày rất đau khổ, nhưng biết thì vẫn tốt hơn là cứ ngu ngơ mà sống như thế cả đời, để hắn lừa dối mày mà mày vẫn còn cung phụng chăm sóc cho cả nhà hắn ta." Tôi nói trong nước mắt, "Tao phải làm gì bây giờ hả Mai? Tao chưa bao giờ nghĩ chồng tao, anh Thái, lại có thể làm thế với tao." Chẳng lẽ anh ấy chê tao sinh xong Không còn xinh đẹp như trước sao Nhưng tao cũng là sinh con cho anh ấy mà Bé sâu cũng dễ thương như thế Sao anh ấy phải ngoại tình chứ Mai im lặng Khẽ thở dài nhìn tôi Rồi lại nói tiếp Hay vì tao không đi làm Anh ấy nghĩ tao ăn bám Nên coi thường tao Nhưng tao ở nhà cũng làm hết việc nhà Chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo Có bao giờ để anh ấy phải bận tâm đâu hay là hay là vì tao mai giữ chặt lấy đôi vai đang hoảng loạn của tôi kiên định nói mai mày, mày đừng trách bản thân mày nữa mày chẳng có lỗi gì cả mày đã làm quá tốt rồi chỉ là cái đảng khốn đó không coi trọng những việc mày làm không coi trọng những hy sinh của mày nên ra ngoài tìm của lạ thằng đó mới là người có lỗi mày không phải tự trách gì hết nghe đến đây tôi lại ỏa khóc to hơn Mai ôm chặt lấy tôi Để cho tôi khóc thỏa thích Khóc đến chán chê Những cảm xúc trong lòng tôi Đã bớt rối hơn rồi Nhưng những nỗi buồn Thì vẫn nguyên vẹn đó Tôi nghĩ đến việc ly hôn Nhưng bây giờ mà ly hôn Tôi biết lấy gì nuôi con Con tôi mới chưa đầy tuổi Chắc chắn tòa sẽ phán quyết theo tôi Nhưng sau này Con tôi sẽ trở thành đứa không có bố Đợi khi con lớn lên liệu nó có trách tôi vì đã làm điều này không còn một vấn đề nữa ly hôn tôi hầu như chẳng có tài sản gì để chia cả căn nhà chúng tôi đang ở là của bố mẹ chồng chẳng phải tài sản của hai vợ chồng nên không thể chia tôi từ khi sinh con đã không đi làm mọi thứ kinh tế phụ thuộc vào chồng nếu ly hôn ngay cả khi có trợ cấp của chồng thì với tính cách của mẹ chồng keo kiệt chắc chắn chẳng thể đủ được tôi không dám nhờ bố mẹ ông bà cho tôi ăn học bao năm đến khi có lương lại tót đi lấy chồng chẳng giúp gì được cho ông bà đến khi ly hôn lại quay lại nhờ cậy tôi thật chẳng còn mặt mũi nào mà ông bà cũng không khá giả gì mọi gọi là đủ ăn qua ngày với cái tiệm tạp hóa nhỏ ở quê tôi còn bòn rút vào đó thì đến chính tôi cũng không chấp nhận được mình nhưng bảo tôi tiếp tục chung sống với người chồng bội bạc kia thì tôi biết làm sao đây tôi nói với mai nó cũng khó nghĩ như tôi có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh của tôi thì cũng tiến thoái nưỡng lan nó thở dài bao nhiêu năm nay mày hy sinh cho cái nhà đó thế mà bây giờ muốn đi lại phải ra đi tay trắng tao thấy bất công cho mày ghê gớm tôi thở dài khi người ta đã chịu đựng việc gì đó quá lâu thì đến một lúc nào đó sẽ coi nó là điều hiển nhiên có lẽ tôi đã chịu đựng bất công quá lâu nên giờ cũng chẳng cảm thấy bất bình cho chính mình nữa tôi không biết tối nay phải đối mặt với chồng thế nào nhưng không về nhà thì tôi biết đi đâu mai có gia đình riêng của nó nếu tôi đến nhà nó hôm nay thì ngày mai và những ngày sau nữa cũng không thể ở mãi chẳng còn cách nào khác Tôi phải về nhà Mai đưa tôi về tận nhà Vì nó sợ tôi nghĩ không thông Nhưng tôi tự biết Tôi còn con, còn bố mẹ Dù có chuyện gì xảy ra Thì tôi cũng phải sống cho con Cho bố mẹ tôi Mẹ chồng vẫn đang ngồi xem tivi Thấy, thấy tôi về nhà Chẳng cần để ý tôi ra sao Bà đã gào cái giọng lên Cô đi đâu mà giờ mới về có biết mấy giờ rồi không hả cô định để cái nhà này chết đói hay sao đấy hả tôi chẳng còn tâm trí nào mà đáp lời mẹ chồng chỉ chào bà rồi đi lên trên mẹ chồng nhăn nhó nói phía sau liệu mà xuống cơm nước đấy ở nhà có mấy cái việc thôi mà làm cũng không xong cánh cửa phòng vừa đóng lại những hình ảnh lúc ở quán cà phê lại khiến tôi không kìm được mà bật khóc căn phòng nhỏ hạnh phúc bây giờ Hóa ra chỉ ngập tràn sự lừa dối phản bội Bức hình cưới treo trên đầu giường Như một nhát dao đâm xé tim gan tôi Được một lúc tiếng mẹ chồng lại rục rã phía dưới Có vẻ như bà đói lắm rồi Dương, 10 giờ hơn rồi Cô còn định ở lì trên đó đến bao giờ hả? Không nhanh mà xuống nấu cơm đi Vâng, con xuống ngay đây ạ Tôi đáp rồi cố kìm nén những cảm xúc trong lòng Gạt nước mắt đi xuống dù sao việc cần làm thì vẫn phải làm tôi nấu gần xong mẹ chồng lò dò vào bếp mở vung từng nồi trên bếp bà bắt đầu bĩu môi nhận xét chán chưa canh khoai tây mà chẳng cho thêm tí hành nào và cho đẹp mắt nhìn trắng trần cho thế này có khác gì khoai luộc không đây lại cái món gì đây thịt xào hay thịt sốt tôi cũng chẳng hiểu nữa mọi khi bà vẫn bình phẩm thế Tôi thường nín nhịn cho qua chuyện, vì tôi biết tôi có làm tốt thế nào thì bà vẫn chê. Và dù chê thì lát bà vẫn ăn hết sạch, còn nói là vì tiếc thức ăn thừa, chứ chẳng phải do tôi nấu ngon. Mẹ chồng là giáo viên về hưu, cả ngày ngoài giờ đi tập dân vũ với các bà các cô trong xóm, hầu hết bà ở nhà hết xem tivi thì quanh quẩn ra vườn. Không thì đi buôn với hàng xóm Qua bức tường thấp tẹt bên hông nhà Dẫu vậy Bà chẳng bao giờ đỡ đẩn con dâu Chí ít là cái việc trông cháu thôi Lúc tôi mới về ra mắt Bà đã tỏ ra không ưa gì tôi Lý do là tôi ở tỉnh lẻ Ở quê lên thành phố học tập Rồi lập nghiệp mới quen thái Bà cho rằng tôi đũa mốc tròi mâm son Cố tình bám lấy anh Để có được cái hộ khẩu thành phố may mà tôi và thái chưa từng đi quá giới hạn nên không có chuyện bầu trước cưới nếu không có lẽ bà sẽ càng tin vào cái suy nghĩ ấy và sẽ càng gay gắt với tôi hơn dưới sự thuyết phục của thái bà cũng để chúng tôi cưới nhau người ta nói không ưa thì dưa có giỏi bà không thích tôi ngay từ đầu nên lúc nào cũng soi mói bới móc tôi dù tôi có làm tốt thế nào đi chăng nữa Tôi đã quen với việc đó Nên cũng chẳng phản kháng gì Cứ làm tốt việc của mình Tôi nghĩ Nếu tôi có cự cãi Thì thế nào cũng là sai Bà lại càng có cớ chỉ chết tôi Thế nên tôi chọn cách nín nhịn Vừa yên ấm cửa nhà Vừa để Thái về nhà Không hề bận tâm mấy cái việc còn con Dẫu vậy Khi biết tin tôi có thai Bà vẫn tỏ ra mừng lắm Dù không nói thẳng nhưng bà vẫn bảo Thái Mua đồ ngon đồ bổ cho tôi Thái lúc ấy cũng thương tôi Nên sẵn sàng làm tất cả vì con Tôi cứ tưởng đứa con Sẽ là điều làm thay đổi thái độ của mẹ Đối với tôi Cho đến khi cả nhà biết Đó là con gái Thì tất cả mọi thứ đều chuyển biến Mẹ chồng trở mặt Như chưa từng yêu quý cô trước đó Bà nói tôi vô dụng Đến đẻ cũng đẻ không xong bà nói nhà bà vô phúc mới rước tôi về làm dâu chồng tôi nghe thấy hết tôi thấy anh buồn nên cũng không dám nói về sự thất vọng của mình với mẹ chồng nữa tôi cứ âm thầm chịu đựng tất cả không nói với chồng về những ấm ức của mình khi ở nhà trong tháng cữ với mẹ chồng ngay cả khi sau sinh con được 6 tháng tôi muốn đi làm lại thì mẹ chồng cũng phản đối vì tôi đi làm Đồng nghĩa bà phải trông con cho tôi Bà đang rảnh rỗi chơi không Bây giờ bảo bà vướng bận Lại còn là đứa cháu gái Mà bà không ưa Làm sao bà có thể nghe được Thế là con tôi đã gần một tuổi Tôi vẫn cỏ cỏ Ở nhà nấu cơm rửa bát Tôi đã hy sinh đến mức ấy Vậy mà chồng tôi Trứng rán mà cô làm thế này à Chẳng có tí hành nào Thế thì ngon làm sao được Tiếng mẹ chồng nói làm tôi bừng tỉnh, tôi bực mình đáp, "Thì con đang làm đây, mẹ cứ ra ngoài đi, con nấu xong khác bảo mẹ vào ăn." Rồi tôi không ngoảnh lại, tiếp tục cúi đầu thái hành. Mẹ chồng khá bất ngờ trước thái độ của tôi. Có lẽ bao lâu nay, bà đã quen với một cô con dâu ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, chưa từng cãi một lời, nhưng bây giờ, có lẽ mọi việc phải thay đổi rồi. "Cô đuổi tôi ra ngoài đi à?" Hôm nay cô gan nhỉ Mẹ chồng chống nạnh nói với tôi Tôi quay lại nói với bà Con không đuổi Con chỉ bảo mẹ ra ngoài Lát con nấu xong Thì con bảo mẹ vào ăn Con chưa hề nhắc một câu nào hỗn hào đâu nhá Thấy thái độ kỳ lạ của tôi Lại thêm còn khá bất ngờ Nên mẹ chồng đột nhiên Không biết nói gì Đành chép miệng Ừ cô nhanh cái tay lên Bố thằng thái sắp về rồi đấy Nói xong bà chắp tay sau lưng đi ra ngoài chốc chốc còn ngoảnh lại giống như nhìn xem có phải cô con dâu bình thường dễ bắt nạt hay không miệng lẩm bẩm hôm nay nó làm sao ấy nhỉ thấy tôi nhìn lại bà quát nhìn gì mà nhìn có cái bữa cơm cũng nấu không xong chẳng hiểu cô làm được cái việc gì câu nói ấy bình thường tôi vẫn nghe hàng ngày chẳng có phản ứng mấy nhưng hôm nay khi nghe mẹ chồng lại thốt ra lần nữa tôi đột nhiên thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ nhưng chẳng biết làm sao để nó trôi xuống dưới bao lâu nay tôi làm quần quật như một ô xin không lương không ngày nghỉ thế mà trong mắt mẹ chồng tôi vẫn chẳng làm được việc gì đến tối chồng về như thường lệ vẫn cái áo sơ mi trước đồng hồ và đôi giày tôi đã chuẩn bị lúc sáng lòng tôi nặng trĩu khi nhớ lại những gì sáng nay tận mắt chứng kiến. Người đàn ông trước mặt tôi mới khi sáng còn đang ôm ấp người con gái khác. Đến tối lại trở về làm người chồng, người cha mẫu mực. Tan làm đúng giờ, ăn cơm tối ở nhà đều đặn, không thiếu bữa nào. Trong một giây phút không kìm được, nước mắt tôi rơi xuống, làm tôi phải vội vàng quay đi. Tôi không hiểu tại sao mình làm thế. Có lẽ trong thâm tâm tôi vẫn muốn bình thường ăn cơm xong tôi còn ti tỉ việc cần về làm toàn việc không tên rửa bát dọn dẹp phơi đồ dù con ngủ gấp quần áo cho con mãi tới khuya mới về phòng thái đã tắm xong nằm trên giường bấm điện thoại cười khúc khích thấy tôi vào anh ta như chuột dạ giả dạ vờ quay mặt vào trong tôi biết anh ta đang làm gì đi thẳng vào nhà tắm tôi xả nước để chồng không biết tôi khóc tôi vẫn muốn giữ kín mọi chuyện trước khi bản thân có quyết định cuối cùng tôi khóc cho bản thân mình khóc cho những hy sinh suốt bao năm qua khóc cho cả đứa con gái còn chưa đầy tuổi của tôi cả đêm đó tôi không ngủ được tôi cứ nằm cả đêm nhìn chồng rồi lại nhìn con đang ngủ tôi không biết có nên hỏi thẳng chồng không tôi có nên cho anh một cơ hội quay lại không có lẽ nào mọi chuyện là do tôi không chịu chăm sóc bản thân cũng không đi làm khiến anh cho rằng tôi ăn bám như mẹ anh nên mới ra ngoài tìm người khác như vậy không nhưng tôi đã hy sinh cả sức khỏe và thanh xuân cho cái gia đình này tôi không làm gì sai nếu bây giờ mà rời đi tôi sẽ phải tay trắng ôm con ra khỏi nhà mất tôi không cam tâm để chuyện đó xảy ra được hơn nữa tôi thật sự vẫn còn yêu chồng tôi nghĩ mãi tôi không muốn cứ tiếp tục thế này sống cái cuộc sống thế này nữa tôi nhắn tin cho mai nó hiểu cảm giác của tôi lúc này sáng hôm sau tôi thức dậy sau một cơn mộng mị ngắn ngủi vì quá mệt chồng tôi chưa thức dậy vẫn đang say giấc nồng đúng là kẻ tàn ác thường sống thành thơi người phản bội lại có thể ngủ ngon lành còn người bị hại là tôi đây thì chẳng thể ngủ nổi. Tôi quyết định không dậy, cứ nằm ỳ trên giường. Tôi sẽ không làm ô sin cho cái nhà này nữa, tôi phải sống cho mình, sống cho con. 6 rưỡi, chồng tôi lục đục dậy, sau khi nghe tiếng chuông báo thức, thấy tôi vẫn còn nằm đó lướt điện thoại, anh hỏi tôi: Ô, em không dậy đi chợ à? Mẹ lên bây giờ đấy." Tôi quay mặt về phía con đang ngủ, Tiếp tục bấm điện thoại Thản nhiên đáp Hôm nay em mệt Em không đi chợ đâu Anh xuống bảo bố mẹ Tự ra chợ ăn tạm cái gì đi Em nói thế là sao Anh không hiểu tiếng Việt à Em nói em không làm đâu Anh xuống bảo bố mẹ Ra ngoài mà ăn sáng Em Chồng tôi đưa người mất vài phút Có lẽ hơi bất ngờ trước thái độ của tôi Anh lại dịu giọng à, Em mệt à Có cần đi khám không Tôi bất giác thấy buồn cười Nhưng cũng chỉ dám cười thầm trong lòng Hôm nay Chồng tôi lại biết quan tâm tôi cơ đấy Tôi nhớ lần trước Lúc còn được 3 tháng Con ốm, mẹ ốm Tôi bảo anh đưa hai mẹ con đi khám Mà anh viện cớ bận Đùn đẩy trách nhiệm Bảo mẹ chồng đưa đi Rồi mất trước mất sau Đi nhanh hơn chạy Rốt cuộc mẹ chồng bảo già rồi Chân yếu mắt mờ Không đưa đi được Hai mẹ con tôi phải tự dòng díu gọi taxi đi Tiền anh không đưa Tôi phải gọi điện vay cây mai Mới có tiền đi khám May là đợt đó chị ốm xoàng Không cần nằm viện Nếu không tôi chẳng biết ai Sẽ là người chăm sóc hai mẹ con tôi Tối về Anh cũng chỉ hỏi qua loa vài câu Rồi tắm rửa Lên giường bấm điện thoại đến lúc đi ngủ Thế mà bây giờ Anh lại còn hỏi tôi mệt thế nào cần đi khám không nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ cảm động phát khóc nhưng sau khi chứng kiến tất cả những gì vào sáng hôm qua thì những lời quan tâm của anh ta chỉ làm tôi cảm thấy buồn nôn tôi bảo anh anh cứ lo đi làm đi em tự lo được chồng tôi định nói gì nữa nhưng thấy tôi chẳng có vẻ gì là quan tâm anh lại thôi được một lát có tiếng đập cửa rầm rầm Tôi biết là ai đến Còn ai ngoài mẹ chồng đến giờ này Vẫn chưa có bữa sáng trên bàn chứ Tôi cũng biết Khi tôi quyết định không làm việc nhà nữa Thì việc này tôi sẽ phải đối mặt Dương cô đâu rồi Ngủ gì mà mặt trời sắp đến đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa thèm dậy Cô làm rau cửa gì thế hả Tiếng mẹ chồng oang oang ngoài cửa Kèm theo đó là những cái đập rầm rầm dáng lên cánh cửa gỗ chắc nịch tôi nằm trên giường gọi chồng đang tắm trong nhà tắm anh anh ra mở cửa rồi nói với mẹ đi em mệt lắm không dậy được đâu chồng tôi hình như nghe thấy vội xúc miệng rồi đi ra mở cửa mẹ à hôm nay dương mệt bố mẹ tự ra ngoài ăn sáng được không ạ mẹ chồng nghe xong thì ngó vào trong thấy tôi đang nằm trên giường liền lao vào giật chăn trên người tôi ra mệt cái gì có mà lười biếng ấy dậy đi chợ nấu ăn đi nhà này không chứa cái thứ con dâu đã ăn bám rồi còn lười nhá tiếng mẹ chồng gào lên làm bé sâu đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc khóc ré lên tôi vội ôm con ngồi dậy giúp con bớt sợ hãi mẹ chồng thấy thế thì chỉ cho chồng tôi thấy đấy con thấy chưa nó có làm sao đâu chỉ giả vờ là giỏi chỉ có ngu như con mới tin thôi rồi mẹ chồng quay sang tôi Dậy rồi đi chợ mua đồ ăn sáng đi Nhanh lên Bố thằng Thái đói lắm rồi Thằng Thái còn phải đi làm Nghe đến đây tôi quay lại Nói với mẹ chồng Con đã nói là hôm nay con mệt Con không đi chợ được Bố mẹ tự ra ngoài ăn sáng không được à Mệt cái gì Cô giả vờ để lười biếng thì có Không nói nhiều nữa Đi xuống ngay nhanh lên Sầu khóc Mỗi lúc một lớn hơn vì sợ hãi Một tay tôi bế con Một bên quay sang chồng Anh Thái, anh đưa bố mẹ ra ngoài ăn đi Chồng tôi đứng đơ nãy giờ Nghe tôi nói thế Bây giờ mới lên tiếng Mẹ, để con đưa bố mẹ đi ăn Mẹ chồng tôi nghe thế Quát chồng tôi Mày để yên, để mẹ dạy nó Rồi bà tiến về phía tôi Trừng mắt lên nói Ai cho cô cái quyền Sai bảo chồng mình thế hả à? Cô nên nhớ cô về cái nhà này còn chưa làm được cái việc gì thậm chí còn đang ăn bám con trai tôi ăn bám cả nhà tôi đấy tưởng đẻ được đứa con gái thì công to lắm rồi à cô càng ngày càng lớn gan tôi phải dạy lại cái thứ con dâu mất dạy như cô mới được nói xong bà nhào vào định đánh tôi nhưng may mà tôi né được bà vẫn chưa từ bỏ định lao vào đánh tôi cái nữa tôi vì bế con nên vướng víu không đỡ được đúng lúc này thì thái lôi mẹ chồng ra mẹ con xin mẹ đấy có mỗi cái chuyện ăn sáng con đưa bố mẹ đi là được chứ gì mẹ chồng chưa đánh được tôi còn hăng máu lắm bị con trai lôi ra nhưng vẫn có ý định quào tay vào tôi tức là chưa trúng cái nào mày bỏ mẹ ra mẹ phải đánh cho nó chưa đi mày bỏ ra mẹ chồng tiếp tục gào thét nhưng thái đã lôi được bà xuống nhà dãy nhà còn ồn ào thêm một lát Trước khi có tiếng xe rời đi Tôi dỗ sâu thêm một lát Thì nó mới thôi Căn nhà lại yên ắng như cũ Tôi bất giác thở dài Đây mới là khởi đầu thôi Ngày hôm ấy Tôi không làm việc nhà như bình thường Đưa con đi học xong Tôi nằm lì trên phòng Nghĩ cách làm sao để có thể Không phải ra đi tay trắng Nếu ly hôn thì cũng cần Phí thuê luật sư nhưng vấn đề là tiền ở đâu Tôi không đi làm Tiền lương của Thái Từ khi tôi sinh con Mẹ chồng đều cầm hết Mỗi ngày mẹ chồng đều để 100.000 Ở kệ tivi Để tôi lấy tiền đi chợ Mà 100.000 cho bốn người lớn ăn cả ngày Ở cái thời buổi này Thì có mấy khi có tiền dư đâu Thế mà đôi lúc Mẹ chồng còn đòi tiền thừa từ tôi Nghĩ lại những điều ấy Tôi thật sự không hiểu Sao mình có thể chịu đựng được bấy lâu? Đang loay hoay nghĩ, bỗng có cuộc điện thoại gọi đến, là bố mẹ tôi, cũng không biết bao lâu rồi tôi chưa gọi điện cho họ nữa. Ngay khi tôi vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã gấp gáp. "Dương à, con có đang bận gì không?" Giọng bố cẩn thận hỏi. "À dạ con không, có việc gì vậy bố?" "Ừ, bố bảo này, Nhà mình có miếng đất Không cày cấy được ở bên vùng phía trên làng tái Giờ có người muốn mua Làm khu công nghiệp Được đền bù rất cao Tôi có chút bất ngờ khi nghe bố nói Tôi mừng cho ông bà Vì từ giờ Ông bà sẽ có một khoản coi như dưỡng già Yên tâm mà sống Thật hả bố Vậy bố đồng ý bán đi Mảnh đất ấy bây giờ để cũng không làm gì được Bán đi Còn có một khoản dự phòng cho bố mẹ Ừ, bố tính cũng được một khoản bố định chia cho hai vợ chồng con một phần khi nào tiện còn với thằng thái về đây bố mẹ nói chuyện cho rõ ràng hơn nhá tôi cúi đầu làm gì còn vợ chồng nào chứ trong lòng thì nghĩ thế nhưng tôi không dám nhắc đến chuyện kia chỉ bảo bố chúng con sống ổn mà bố mẹ cứ giữ tiền mà dưỡng già bố ạ thì bố mẹ làm cả đời chỉ để cho các con chứ cho ai Tôi cười đau xót rồi nói sang chuyện khác. "Thế bố mẹ có khỏe không? Dạo này con bận quá, không gọi được cho bố mẹ nhiều. Bố mẹ vẫn khỏe. Nếu lúc nào rảnh thì đưa sâu về chơi với bố mẹ con nhé. Bố mẹ cũng nhớ cháu." "Vâng ạ." À. Tôi nói thêm mấy câu với bố rồi cúp máy. 26 tuổi, còn chưa làm gì được cho bố mẹ, chỉ làm bố mẹ thêm lo. Tôi đúng là đứa con bất hiếu. Tôi gọi điện cho Mai, dù nó đi ăn. Tôi mở két, lấy số tiền trong hộp giấy mà mình để dành từ hồi còn đi làm. Để phòng những lúc ốm đau hay biến cố còn có cái mà dùng. Bây giờ chẳng phải đến lúc dùng rồi sao? Tôi lục tìm chiếc váy xanh ngọc xinh xắn mà mình thích nhất. Chiếc váy đã quá lâu rồi tôi không đụng đến vì chẳng đi đâu cả. Trang điểm một chút, tôi thay đồ rồi xuống nhà mẹ chồng đang xem tivi dưới nhà thấy tôi ăn vận khác mọi ngày bà liền cầy khẩy <cười> sáng thì kêu mệt không làm việc nhà vừa mới mấy tiếng đã quần quần áo áo đi ra ngoài còn nói không lười biếng tôi không đáp đi thẳng ra ngoài sân taxi cũng vừa đến tôi bước lên xe điều kỳ lạ là mẹ chồng chỉ nói có thế không hề nói gì thêm đáng lẽ với tính cách của bà như khi sáng còn làm loạn lên Thế mà mới đó Lại chỉ nói vài câu Rồi để tôi đi sao Tôi khá thắc mắc Chẳng lẽ Thái thật sự đã khuyên được mẹ chồng tôi Tôi đem thắc mắc đó Đến gặp Mai Nó trầm ngâm Lạ nhỉ Chẳng lẽ mẹ chồng mày đột nhiên hiền hậu Thế mới lạ chứ Hai đứa thắc mắc một lúc Thì cũng bắt đầu bữa ăn Tôi hào hứng nói Ăn nhiều vào nhá Hôm nay tao mời Mai nhiều mắt nhìn tôi, đầy nghi ngờ rồi bật cười. "Mày lấy tiền đâu mà mời tao?" "Tao có tiền tiết kiệm mà. May mà tao vẫn tính đến chuyện dự phòng, không thì giờ khó rồi." "Ừ, mày cũng thông minh đấy." Chúng tôi ăn khá vui vẻ. Có lẽ rất lâu rồi tôi mới được ăn một bữa ngon như thế. Cũng rất lâu rồi tôi chưa từng thoải mái đến thế. Bỗng Mai bảo tôi, "Hay là mày nói chuyện thẳng với chồng đi." nếu mày còn yêu lão thì cứ thử thẳng thắn một lần nếu lão còn thương còn lương tâm thì mày cũng tha thứ vừa giữ được bố cho con mày mà lão cũng quay đầu có khi sau này không tám thái phạm còn nếu lão quyết tâm đến với con bé kia thì mày cũng chẳng có gì phải hối hận hay ân hận với con mày đấy là do bố nó chọn mày đã mở đường mà không về thì không phải lỗi của mày nữa Tôi ngẫm nghĩ, có lẽ đó là cách hay nhất lúc này. Mai nói tiếp, "Ừ, um, dù gì có chuyện xảy ra thì mày cũng nên sống tiếp, hơn nữa còn phải sống thật hạnh phúc cho con mày, cho bố mẹ mày và cho cả mày nữa." Tôi nghe thế thì thở dài, quyết định làm theo lời nó bảo. Hai đứa đi với nhau, đến khi có cuộc gọi đến của Thái, tôi tắt luôn không nghe máy. Sau đó anh nhắn tin. Em mệt mà đi đâu vậy? Bố mẹ hỏi đấy. Tôi không trả lời, nhìn đồng hồ cũng gần 5 giờ chiều, tôi liền bảo với Mai, về thôi. Ừ, tao cũng phải đi đón con. Chúng tôi lục đục đứng dậy, trước khi về, Mai còn bảo tôi, cố lên, dù thế nào tao vẫn ủng hộ mày. Tôi cười, gật đầu. Được sự động viên của Mai, tôi cảm thấy vững tâm hơn. Tôi đến lớp của con, nhờ cô giáo trông giúp một tối, rồi dúi một chiếc phong bì vào tay cô. Cô giáo lúc đầu còn chần chừ không muốn nhận, nhưng tôi nhờ tha thiết quá, lại thêm thấy phong bì kia, cô cũng nhận lời. Tôi trở về nhà khi trời đã tối. Tôi thấy xe của Thái đã ở trong sân. Bố mẹ chồng hình như đã ăn xong, đang xem tivi. Tôi chào rồi đi lên phòng tiếng mẹ chồng ngoang mắt ở dưới. Con dâu nhà này bây giờ thì giỏi rồi, kêu ốm mà đi từ sáng tới tối, chẳng biết là đi đâu, có khi á là đi với trai cũng nên. Tôi chẳng thèm đáp, tôi còn việc quan trọng hơn. Khi tôi lên tới phòng, Thái đã tắm rửa xong, đang nằm trên giường bấm điện thoại. Thấy tôi về, anh ân cần hỏi. Em đi đâu vậy? Anh còn đang lo. Tôi kể khẩy, tôi đóng cửa, chốt kỹ rồi bình thản ngồi xuống mặt chồng anh thái này em có chuyện cần nói thấy thái độ nghiêm túc đến kỳ lạ của tôi chồng cũng ngồi thẳng dậy ừ anh nghe tôi hít một hơi thật sâu rồi nói anh nói thật đi anh có chuyện gì giấu em không thái có hơi ngơ ngác cũng có chút chột dạ trong ánh mắt em nói gì lạ vậy anh trả lời đi anh có gì giấu em không Thái né tránh ánh mắt của tôi, cười gượng gạo. Em mệt quá nên sảng à? Anh thì có gì giấu em cơ chứ? Tôi biết, không có chứng cứ thì có hỏi nữa anh cũng không nhận. Tôi lấy điện thoại, mở hình chụp ở quán cà phê lúc sáng, đưa anh xem. Thái thay đổi thái độ ngay lập tức, giọng lắp bắp. Em, sao em có bức hình này? Tôi đáp, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi biết trong hình là anh. Chính mắt tôi đã chứng kiến tại đó, chứ không phải thông qua ai cả. Cũng chính mắt tôi thấy hai người công khai tình tứ với nhau ở quán cà phê đó, ôm ấp rồi chạm vào nhau. Anh đừng nói với tôi chỉ là hiểu lầm. Trước những lời đanh thép của tôi, Thái lúc này đã hết đường chối cãi. Anh nắm lấy tay tôi. Dương, anh xin lỗi, anh chỉ là một chút yếu lòng anh mặc dù đã lường trước kết quả nhưng khi nghe được lời thừa nhận từ chính miệng thái nói tôi vẫn cảm thấy trái tim mình đau đau như ai xé nát rồi thái bắt đầu kể anh gặp cô ta trong một lần gặp đối tác cô ta là nhân viên công ty đó sau lần đó thì còn vài lần gặp gỡ công việc nữa thì hai người đi ăn với nhau lúc ấy tôi đang ở cữ anh đi làm mệt, về nhà tôi lại bận chăm con, chẳng để ý đến anh, nên anh thấy chán nản vô cùng. Anh bắt đầu thâm sự những chuyện ngoài công việc với cô ta. Thế là từ lúc nào, anh ngã vào vòng tay cô tình nhân đó. Hai người vụng trộm cũng được gần năm nay rồi. Tôi cố kìm nước mắt, nhưng ai mà bình tĩnh được khi nghe chồng mình thú nhận chuyện ngoại tình bên ngoài chứ? Thái thấy thế lại càng luống cuống Anh xin em Anh xin em Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Em đừng bỏ rơi anh Xin em mà Nước mắt lúc này đã khiến mọi thứ nhòe đi Tôi nức nở Anh lừa dối tôi Anh còn bảo tôi tha thứ thế nào đây Anh xin em mà Dương Đó chỉ là phút yếu lòng Anh thực sự chưa từng nghĩ Sẽ phản bội em Nhưng anh phản bội tôi rồi Hai người đã đến mức nào rồi đã đi khách sạn chưa đã có con với nhau chưa không có không có anh với cô ta ờ chỉ chỉ tôi cười chua xót nước mắt vẫn không ngừng rơi thái quỳ xuống trước mặt tôi anh thề anh sẽ chấm dứt với cô ta anh sẽ không bao giờ liên lạc nữa em tha thứ cho anh được không tôi không đáp chỉ khóc mãi khóc tới chán chê thái vẫn quỳ trước mặt tôi ánh đèn đường leo lắt hắt ngoài cửa sổ chúng tôi đã im lặng rất lâu trong lòng tôi dối như tơ vò lúc này bất giác tôi thấy hình con gái đang ngủ ngon lành trong bức hình trên bàn phải rồi con tôi vẫn cần có một gia đình đầy đủ có bố có mẹ tôi không muốn con lớn lên mà bị bạn bè trêu chọc chỉ vì lỗi của người lớn lại nhớ đến lúc nãy mai nói nếu anh vẫn muốn quay đầu thì tôi nên cho anh một cơ hội. Cuối cùng tôi quyết định tha thứ, còn cảm thấy may mắn vì ít ra chồng vẫn còn biết đâu mới là gia đình thật sự của anh. Sau hôm đó, vẫn đi làm đúng giờ, ăn cơm đúng bữa ở nhà, nhưng anh tỏ ra rất quan tâm tôi. Anh để ý lo lắng cho tôi từng ly từng tí, cũng chủ động giúp tôi chăm con. Tối ăn cơm xong, thay vì lên phòng mặc kệ tôi như mọi khi thì anh ở lại giúp tôi rửa bát dọn dẹp mẹ chồng thấy thế liền lao vào kéo thái ra này mày làm cái gì ở đây hả sao lại rửa bát thế này rồi bà trừng mắt nhìn tôi cô bắt nó làm phải không cô lười biếng thì thôi không nói bây giờ lại còn kêu con tôi làm việc nhà cô to gan thật đấy tôi chưa kịp nói gì thì thái vội giải thích không phải đâu mẹ là con tự nguyện làm Vợ con lâu nay làm nhiều quá nên mới ốm đấy Con là chồng, con giúp vợ thì có làm sao Nhà này không có cái lệ con trai rửa bát nấu cơm Con dâu có phải què cuột đâu mà không làm Để cho chồng làm chứ Nói rồi bà lôi chồng tôi ra ngoài Nhưng Thái liền kéo tay mẹ ra Mẹ, mẹ nghe con, mẹ cứ đi vào đi để con làm Mẹ chồng vẫn chưa chịu thôi, nhăn nhó nhìn Thái Mày làm sao đấy hả con Hay nó đe dọa gì mày Nếu thế để mẹ cho nó một trận Không mà mẹ Mẹ đi ra ngoài đi Vừa nói Thái vừa để mẹ chồng ra ngoài Thấy chẳng nói được con trai Mẹ chồng đứng ngoài phòng khách nhìn vào Rộng chân bình bịch Rồi ạ à, Con với chẳng cái Cứ đội vợ lên đầu Có ngày nó cho mày ra bã Rửa bát xong Thái còn chủ động lên phơi đồ để tôi du con ngủ. Xong xuôi, tôi vào phòng thì Thái còn chưa ngủ. Anh vẫy tay ra hiệu để tôi nằm cạnh anh rồi còn ôm tôi ngủ cả đêm. Những ngày sau đó, anh còn tỏ ra tình cảm hơn. Thậm chí còn về sớm mua đồ ăn giấu riêng cho tôi. Mẹ chồng thấy thế lại càng điên. Bà cho rằng một đứa ăn bám lại chẳng biết đẻ như tôi không xứng đáng có được những thứ đó còn con trai bà cũng không cần phải biết yêu thương chiều chuộng tôi như thế nhiều bà mẹ chồng thật lạ người ta mong con sống hòa thuận vui vẻ không hết thế mà lại cứ thích con trai hành hạ con dâu để họ lục đục thì mới hả dạ đúng là mọi bất hạnh của đàn bà đều xuất phát từ đàn bà nhưng được chồng quan tâm chiều chuộng như xưa thì tôi vui lắm có lẽ anh đã thật sự cắt đứt với cô bổ kia và toàn tâm toàn ý trở về bên tôi. Tôi hạnh phúc cho rằng cuối cùng sự hy sinh, bao dung vị tha của tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Vậy mà tôi đã nhầm. Hôm đó tôi đi chợ về như thường lệ, gần đến nhà, tôi loáng thoáng thấy ở đầu ngõ bên kia có hai người đang giằng co gì đó. Tôi vội về sớm nên không chú ý lắm nhưng khi nghe có giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi không khỏi tò mò mà đứng lại nhìn cho kỹ anh xin em em về trước đi có gì lát nữa anh đến tôi giật mình khi nghe kỹ lại đây chẳng phải là giọng nói của chồng tôi sao tôi lại gần hơn bóng lưng quen thuộc dần dần hiện ra càng làm tôi chết lặng phải đúng là chồng tôi anh đang kéo tay một cô gái khác hình xăm trên vai cô ta làm tôi nhận ra đó cũng chính là người mà chồng tôi ôm ấp trong quán cà phê hôm nào cô ta nghe chồng tôi nói thế thì gào lên em không về nếu hôm nay không nói rõ em sẽ không về đâu chồng tôi lại tha thiết văn này anh xin em vợ anh sắp về rồi nếu để cô ấy bắt gặp thì em và anh đều không yên với cô ấy đâu anh sợ gì chứ cũng chỉ là một con nhà quê Cô ta dám làm gì em chứ? Nhân cơ hội này, chúng ta công khai luôn đi. Chẳng phải anh muốn ly hôn cô ta lâu lắm rồi ư? Ừ. Rồi ơi, anh xin em. Em về đi mà. Hai người lại tiếp tục rằng co. Một người muốn vào, còn một người muốn đuổi về. Tôi đứng đó nhìn hai người họ, trái tim như vụn vỡ. Tôi còn tưởng anh đã trở về và căn nhà của chúng tôi có thể hạnh phúc như xưa tôi đã tưởng con tôi vẫn còn bố tôi vẫn còn chồng mọi thứ vẫn như cũ thế nhưng hiện thực tàn khốc như một cú tát khiến tôi bừng tỉnh sau cơn mê hóa ra những thứ hạnh phúc kia chỉ là bọt nước trên mặt biển chỉ một cơn gió cũng sẽ tàn biến chẳng còn chút dấu vết đến lúc này nếu tôi vẫn còn hy vọng nữa thì tôi đúng là một kẻ ngốc nhất trên đời tôi cố kìm cơn giận đang khiến tay tôi run lên bần bật hít một hơi thật sâu tôi tiến lên nói không cần cãi nhau nữa cùng vào trong nhà đi thái và cô gái kia lúc này mới nhận ra sự có mặt của tôi hai người vội buông nhau ra tay chân luống cuống dường như không biết làm gì tiếp theo tôi nhắc lại vào nhà đi đứng ở đây hàng xóm người ta cười cho nói xong tôi xách làn đi thẳng vào trong nhà mẹ chồng thấy tôi về lại định cằn nhằn vài câu như thường lệ đi cái chợ thôi mà cũng lâu nữa tôi không đáp cũng không thèm nhìn bà một cái đi thẳng vào nhà bà thấy thế thì chống lạnh nói à con dâu nhà này ngày càng lộng hành rồi ỉ được con trai tôi bênh rồi muốn trèo lên đầu tôi luôn đấy hả bà đang định nói thêm gì thì thái cùng cô gái kia cũng tới Thấy con trai về cùng một cô gái lạ Mẹ chồng cũng thắc mắc lắm Thái ai đây Cô bồ thấy mẹ chồng Thì đon đả chạy đến Cháu chào bác ạ Mẹ chồng không thèm đáp Lại hỏi chồng tôi Cô ta là ai đây con Sao lại đến nhà mình vào sáng sớm thế này Thái không trả lời câu hỏi của mẹ Liền đi thẳng vào trong Còn cô bồ thì chạy đến níu tay mẹ chồng Làm như thân thiết quyến luyến lắm Nhưng mẹ chồng liền gạt phát tay ra Cô làm cái gì vậy Cô ta hơi sượng trước hành động của mẹ chồng Nhưng nhanh chóng nở nụ cười Bác Con là bạn của anh Thái Sau này rất có thể Con sẽ là con dâu của bác đấy ạ à? Cô bị làm sao đấy Nói nói linh tinh cái gì đấy hả Mẹ chồng dãy ra Nhưng cô bồ cứ như con đỉa Cứ bám dính lấy mẹ chồng Rồi theo bà vào tận nhà Tôi đặt làn thức ăn lên bàn bếp Rồi ra ngoài phòng khách ngồi chờ sẵn Tôi tự dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ Vì lúc này tôi chẳng thể dựa vào ai nữa rồi Thái lầm lũi ngồi xuống ghế Mẹ chồng và cô gái kia cũng vào theo Lúc này tôi mới được nhìn kỹ cô bồ của chồng Quả nhiên cô ta trẻ đẹp và quyến rũ hơn tôi rất nhiều Thảo nào mới dụ dỗ được cả đàn ông đã có vợ thế nhưng cái vẻ mặt dương dương tự đắc giống như tố cáo cô ta rằng cô ta là một kẻ trần dài, não ngắn. Tôi lại nhìn Thái, anh ta giờ không khác gì con chó đi ăn vụng bị bắt tại trận, vẻ mặt không thể thảm hại nhục nhã hơn. Mẹ chồng thấy thái độ của con trai với tôi thì liền hỏi: "Cô lại định làm gì đấy hả?" Rồi quay sang con trai: "Thái, có chuyện gì vậy con?" tôi bình tĩnh đáp mẹ à hôm nay con cũng nói thật cho mẹ biết để sau này mẹ đừng thắc mắc gì con nữa mẹ chồng hoang mang nhìn tôi rồi nhìn con trai tôi nói mẹ thắc mắc vì sao thời gian qua chồng con lại ngoan ngoãn đến thế đúng không ạ con nói luôn bởi vì anh ấy làm chuyện có lỗi với con con đã tha thứ nhưng không ngờ anh ấy vẫn ngựa quen đường cũ giới thiệu với mẹ đây là cô bồ của chồng con mẹ chồng nghe xong thì úa còn thái cúi gằm mặt xuống chỉ có cô bồ kia thì vẫn vanh váo cô ta khoanh tay trước ngực cong môi lên nói tôi có tên tuổi đàng hoàng không cần cô giới thiệu kiểu đó cô ta quay sang mẹ chồng tôi rồi nói giới thiệu với bác cháu là trang là bạn gái của anh thái ạ mẹ chồng nhìn cô ta rồi nhìn thằng con trai đang cúi gằm mặt ngồi đó thái có đúng thế không con đương nhiên là chồng tôi làm sao dám thẳng thắn trả lời một kẻ hèn nhát như anh ta dám ngoại tình không dám nhận còn lừa dối vợ hết lần này đến lần khác làm sao có thể đường hoàng trả lời câu hỏi kia của mẹ chồng chứ thế nhưng cô bổ anh ta lại không thế cô ta sau khi giới thiệu xong thì vẫn ra vẻ dường dường tự đắc giống như bản thân vừa làm được gì đó ghê gớm lắm tiểu tam thời nay thật lạ đứng trong nhà người ta ngang nhiên giới thiệu mình là người thứ ba vẫn còn nhơ nhơn, nhơn cái mặt cứ như một điều đáng tự hào tôi thì thấy nực cười hơn cô ta thấy tôi cười thì liền quay sang bắt đầu lên giọng chị cười cái gì chị tưởng làm vợ chính thức của anh thái thì hay ho lắm sao cũng chỉ là một cái tên trên tờ giấy kết hôn có gì mà phải ra vành ra vẻ tôi nhìn thằng chồng hèn hạ của mình rồi quẩy khẩy <laughs> phải cũng chỉ là cái tên trên tờ giấy kết hôn nhưng dù sao cũng là tên tôi còn cô ngay cả một cái danh phận cũng chẳng có cô ta nghe thế thì điên lắm quát vào mặt tôi chị thì biết cái gì anh thái là chồng chị thật nhưng ngày nào cũng ở với tôi nhiều hơn là với chị chị cũng chỉ là vợ trên giấy tờ thôi điều này thì quả thật cô ta nói đúng tôi bất quá cũng chỉ là một cô vợ trên giấy tờ chứ cũng chẳng hơn gì cô ta nhưng tôi không thể để bản thân yếu thế lúc này tôi nói với thái anh thái anh nói đi lúc đó anh đã quỳ xuống xin tôi tha thứ thế nào sao bây giờ vẫn còn lằng nhằng với cô ta thái không đáp đúng hơn là không dám đáp cô bổ thấy thế liền nhanh nhào anh thái việc gì anh phải sợ cô ta cũng chỉ là một con nhà quê có gì mà vênh váo chứ Cô ta quay sang tôi Tiếp tục xỉa sói Con nhà quê như cô Bình thường đã xấu xí quê mùa Sau sinh lại càng tàn tạ Cô có tư cách gì Mà bắt anh Thái phải tiếp tục ở bên cô Im hết đi Thái đột nhiên lên tiếng Làm tất cả im bạt Ngay cả mẹ chồng tôi Ngồi một bên nãy giờ cũng giật mình Rồi Thái quay sang cô bổ nói Chàng cô về trước đi Chuyện của chúng ta tôi sẽ nói sau. cô bổ thấy thế thì dãy này anh lại định đuổi em về em không về nếu hôm nay không giải quyết triệt để em sẽ không về đâu đi về thái trừng mắt lên nhìn cô ta cô ta lập tức co rúm lại nhưng dường như quyết tâm đòi danh phận cô ta vẫn chưa hết hừng hực cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói hôm nay anh mà không nói rõ tôi sẽ không đi đâu hết thái thấy không nói được cô ta liền thẳng thắn được vậy thì hôm nay tôi nói cho cô biết người tôi yêu chỉ có vợ tôi thôi rồi anh đi vòng qua bên tôi nằm lấy tay tôi bảo dương xin em hãy tin anh anh đã muốn chấm dứt với cô ta nhưng cô ta cứ bám lấy anh nhất định không buông tha cho anh em phải tin anh anh chỉ muốn một lòng với em thôi nhìn vào ánh mắt thật sự thâm tình của thái tôi thật sự đã tin điều anh nói là chân thành. Chứng kiến Thái nói vậy với tôi, phủ nhận mọi quan hệ với mình. Cô bổ tức điên, cô ta gào lên. Anh Thái, anh nói cái gì vậy? Cô trường nghe rõ sao? Tôi chỉ yêu mình vợ tôi thôi. Mời cô đi về cho. Trang lúc này tức tối lắm rồi. Cô ta quyết định dùng chiêu bài cuối cùng. Anh Thái, em có thai rồi. Câu nói khiến cả ba người là tôi, chồng và mẹ tôi đứng đó đều bất ngờ không kịp trở tay đôi chân tôi không tự chủ mà khịu xuống tại chỗ thế mà thế mà cô ta đã có thai với chồng tôi rồi thái hoang mang nhìn cô ta rồi nhìn tôi vội vã nói em nói cái gì cơ em có thai anh anh thật sự không biết chuyện này em em phải tin anh phải tin anh đến nước này tôi thật sự chẳng thể mạnh mẽ nổi nữa đôi chân tôi mềm nhũn cả người như đờ ra nước mắt cứ vậy mà chảy dài trong vô thức rốt cuộc điều tôi sợ nhất cũng đã xảy ra cô ta vậy mà lại có thai rồi cô ta thấy phản ứng của tôi hiểu rằng đã đạt được mục đích cười nhạt nói em có thai rồi là con trai được 3 tháng rồi mẹ chồng nghe thế thì hỏi lại thật không là con trai thật không thật ạ à. nói rồi cô ta vui vẻ rút từ trong túi sách một tờ giấy siêu âm khỏe với mẹ chồng tôi đây bác xem đã hình thành đủ cả tim thai cũng tốt bác sĩ nói sẽ là một đứa con trai bụ bẫm khó khỉnh lắm ạ mẹ chồng xem tờ giấy siêu âm rồi dường như mùi lòng bà quay sang nói với con trai thái hay là chồng tôi hiểu ý mẹ định nói gì liền gạt đi không con có sâu rồi con chỉ cần vợ con con thôi lúc này trang liền khóc lóc yếu đuối khác hẳn cái vẻ hùng hổ vừa rồi anh thái anh nỡ lòng bỏ dây con anh từ khi nó chưa chào đời sao anh nỡ lòng nào sao nhưng thái vở như không quan tâm anh dìu tôi lên phòng để mặc cô bồ đang khóc lóc với mẹ chồng em đừng lo anh chỉ có mình em là vợ và sâu là con thôi anh sẽ bắt cô ta bỏ đưa bé anh sẽ không qua lại gì với cô ta nữa anh hứa tôi ngồi im trong lòng anh tôi không biết có thể tin người đàn ông trước mặt này không nữa thái bảo tôi nghỉ ngơi để anh xuống giải quyết mọi chuyện rồi anh đi xuống nhà không biết anh nói gì chỉ thấy lát sau anh đi lên bảo tôi cô ta về rồi từ nay sẽ không còn ai làm phiền chúng ta nữa Tôi đã tin điều đó Tôi cũng hy vọng Anh thật sự làm được như lời anh nói Những ngày sau đó Anh lại trở về làm nghề chồng Người cha tốt Tôi sau cú sốc kia Thì lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi Chẳng còn tâm trí nào Chăm con hay làm việc nhà nữa Nhưng anh chẳng nề hà việc gì Một tay anh lo hết cho con Đưa con đi học Rồi đón con về Việc nhà anh cũng làm hết Buổi trưa anh còn tranh thủ chạy về mua đồ ăn cho tôi Rồi động viên tôi dậy ăn rồi nghỉ ngơi Mẹ chồng thấy thế thì cau có lắm Bà biết việc con trai làm là sai trái Nhưng bà cho rằng tôi đang làm quá lên Nhiều lần mẹ chồng lao thẳng vào phòng tôi Chửi bới trách móc tôi lười biếng Lấy cớ đùn đẩy hết việc nhà cho con trai của bà Để anh vừa đi kiếm tiền Vừa lo việc nhà Gầy dọc cả đi Những lúc như thế nếu thái ở nhà anh sẽ lao vào bênh vực tôi còn những lúc anh đi làm thì mẹ chồng nói tôi thì tôi cũng chẳng để vào tai mẹ chồng lại càng điên tiết tôi cũng thắc mắc chồng tôi thật sự có thể thay đổi được đến thế sao cho đến một hôm lúc đó đã khuya rồi bình thường thì tôi đã ngủ nhưng nhưng sâu đột nhiên tỉnh giấc khiến tôi lại phải dạy dỗ con thái không biết đã đi đâu? Tôi nghĩ chắc là anh đi phây đồ như thường lệ. Đến khi con đã đi ngủ lại, tôi vẫn chưa thấy anh về phòng. Vừa thắc mắc lại cũng khát nước nên tôi đi xuống dưới. Lúc đi qua phòng khách, tôi nghe có tiếng lầm rầm ngoài sân vọng vào cửa sổ, là giọng của mẹ chồng và chồng tôi. Làm gì mà đêm hôm rồi hai người còn kéo nhau ra đây nói chuyện. Tò mò Tôi liền khe khẽ đi lại phía cửa sổ lắng nghe Mày cứ như bị nó bỏ bùa mê thuốc lú thế hả à, con Có mỗi cái chuyện ngoại tình Mày cũng đã cắt đứt rồi Thế mà nó cứ làm quá lên Để cho mày phải làm hết tất cả mọi việc Mẹ nhìn mày gầy dọc đi mà xót quá Mẹ, mẹ yên tâm đi Con làm gì cũng đều có mục đích cả Chứ con trai mẹ có phải đứa ngu đâu Mày lại toàn tính cái gì đấy nó thì có cái gì Để mày chịu nhẫn nhục thế hả con Vừa xấu xí vừa quê mùa Lại còn ăn bám Đẻ thì chỉ đẻ được con gái Mẹ mà làm mày Mẹ bỏ quách đi rồi Lấy cái con bồ của mày ấy Vừa xinh xắn lại còn bầu con trai Mẹ không biết đây thôi Ông bố vợ con ở quê Vừa được đền bù mảnh đất to lắm Nghe đầu đến mấy chục tỷ cơ Ông bà ấy chỉ có cái dương Với gì út kiểu gì chẳng chia đôi cho hai đứa nó uầy mấy chục tỷ cơ á thế thì chia đôi cũng phải được chục tỷ ấy nhở con này thế mà nó dám giấu vâng thế nên con mới phải nhẫn nhịn thế này mẹ đừng có hạnh huệ dương nữa không là hỏng hết việc của con ừ mẹ biết rồi nhưng mà cái con bồ của mày mày bắt nó bỏ thai thật đấy à mẹ nghĩ sao vậy cái thai đó là con trai ngu gì mà con bỏ con chờ sau khi lấy được tiền thì sẽ đuổi con quê mùa xấu xi đó ra khỏi nhà rồi rước con trai của con về chứ mày thông minh quá con ơi thảo nào hôm trước mày chỉ dỉ tai mấy câu mà con bồ đó nó chịu về luôn mẹ thấy con trai mẹ giỏi không vừa được tiền vừa được con trai có khổ tí thì cũng được mà rồi hai mẹ con họ cười thầm với nhau tôi nghe từng câu từng chữ mà chết lặng Hóa ra tôi vẫn là con ngốc Bị anh ta lừa hết lần này Đến lần khác Tôi lê thân lên trên phòng Nằm thư người ra Tôi không biết làm sao Anh ta biết chuyện về mảnh đất của bố tôi Chuyện này có lẽ Bố tôi sẽ không nói với anh ta Nhưng nếu anh ta đã biết Hẳn đã tính toán chuyện này rất lâu rồi chỉ có đứa ngốc là tôi bị anh ta cho vào chồng đến tận hai lần mà vẫn tin là anh ta thật lòng yêu mình. Nếu không có sự việc ngày hôm nay, có lẽ tôi vẫn còn ngây thơ tin lời anh ta nói. Tiếp tục sống cuộc sống được chồng chăm sóc và vẫn yêu anh ta vô điều kiện. Nhưng tiếc là tôi đã nghe được rồi. Nếu tôi vẫn còn tiếp tục yếu đuối để anh ta lợi dụng thì tôi mới thật sự là ngu nhất trên đời. Tôi phải cho anh ta trả giá vì những gì đã lừa dối và lợi dụng tôi sau hôm đó tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù của mình nếu anh ta đã muốn dùng sự chu đáo ân cần để lợi dụng tôi vậy tôi cũng sẽ lợi dụng sự ân cần chu đáo đó hành hạ anh ta một trận sáng như thường lệ anh ta sẽ hỏi tôi muốn ăn gì bình thường tôi sẽ đáp là ăn gì cũng được nhưng hôm nay tôi vở như vô thức nói ra một câu ừm um, thèm ăn hải sản ghê thái lập tức hỏi lại hả em nói gì cơ tôi vội vờ như bừng tỉnh đáp à không 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 có gì em bảo là ăn gì cũng được ừ thái đáp rồi im lặng đi ra ngoài nhưng tôi biết anh ta đã nghe thế rồi quả nhiên chiều tối đi làm về trên tay anh ta là một mâm hải sản tươi rói mẹ chồng thấy thế thì thắc mắc sao hôm nay ăn sang thế đã đến ngày lấy lương đâu hay còn có chuyện gì vui à không vợ con thích ăn thì con mua thôi ạ à? thái cười đáp mẹ chồng nghe thế thì bĩu môi rào ôi cái thứ ăn bám còn đòi hỏi thái sợ tôi nghe thế thì vội gạt đi mẹ mẹ nói gì thế mẹ chồng thấy thế thì nhìn tôi hử một tiếng rồi đi vào trong Tôi cũng chẳng thèm bận tâm bảo với chồng Em không biết nấu cái này đâu anh nấu đi nhá Em bế con lên nhà thay đồ Thái vui vẻ đáp Ừ, um, cứ để anh làm cho Tôi thản nhiên lên phòng lòng thầm nghĩ Chồng tôi thì biết làm cái gì chứ Cùng lắm là cho vào hấp hết chưa còn chế biến gì nữa Quả nhiên lúc tôi xuống nhà một mâm hải sản hấp chín đã để sẵn trên bàn Nhà vắng teo bố chồng hình như đi đánh cờ chưa về còn mẹ chồng thì đi tập dân vũ cũng chưa đến giờ về nốt thái đang loay hoay sửa cái ống nước ngoài sân tôi thừa biết chồng tôi từ bé đã được chiều chuộng làm gì biết sửa mấy cái đó nên chắc cũng phải cả tiếng nữa may ra mới xong tôi nhìn mâm hải sản đang bốc khói nghi ngút quầy khẩy Lúc này không ăn Thì còn chờ lúc nào nữa Thế là tôi ngồi xuống Một mình ăn hết cả mâm hải sản Ăn xong xuôi Tôi vứt vỏ nguyên trên bàn Đệ lồng bàn lại như cũ Rồi như không có chuyện gì Đi lên phòng ôm con ngủ Một lát sau Có tiếng mẹ chồng quát dưới nhà Ôi giời ơi là rồi Dương cô xuống ngay đây cho tôi Rồi có tiếng chồng tôi hớt hải Mẹ có chuyện gì thế mẹ mày xem đi con thế này có chấp nhận được không dương cô xuống đây mau tôi biết đã đến lúc mình xuất hiện liền kéo chăn lên cho con rồi thản nhiên đi xuống nhà sao thế hả mẹ mẹ chồng thấy tôi thì gào lên chỉ vào mặt tôi mà chửi bới cô giỏi lắm cả cái mâm hải sản con tôi mua về để cả nhà ăn thế mà cô dám ăn hết một mình cô sống cái kiểu gì thế hả tôi vờ ngơ ngác chạy lại xem mâm hải sản giờ chỉ còn toàn vỏ ở trên bàn nói con không ăn nãy giờ con ở trên phòng có xuống đây đâu ạ à? cô còn cãi à trong nhà này có bốn người tôi với bố thằng thái bây giờ mới về thằng thái thì không ăn rồi chỉ còn cô chứ còn ai nữa chẳng lẽ có trộm trong nhà à mà trộm cái kiểu gì lại còn ngang nhiên ngồi ăn hết mâm hải sản mới đi được có làm sao mà biết được có phải mình con ở nhà đâu có cả anh thái nữa mà nếu con ăn chẳng lẽ anh thái không biết cả mâm hải sản chưa có phải con tôm con tép đâu mà ăn vụng không ai biết được tôi cố tình giả ngơ mẹ chồng thì cứ chắc nịch nà tôi nghe tôi nói thế càng điên máu Thằng thái nó sửa ống nước ngoài sân làm sao mà nó biết được chắc chắn cô dình nó ra sân Ở trong này ăn hết rồi đúng không Con nói là con không ăn Mẹ chồng điên quá Liền lao vào định đánh tôi Nhưng Thái đã kịp đứng chặn ở giữa Và ngăn lại Mẹ, mẹ làm gì vậy Dương đã bảo cô ấy không ăn Sao mẹ cứ đổ cho cô ấy Mày bị làm sao đấy hả con Sự thực rành rành ra như thế Mày còn bánh nó à Thái kiên định Con tin vợ con Câu nói chắc nịch của một người đàn ông khi đứng ra bảo vệ vợ mình Nghe mới cảm động làm sao Nhưng là đối với người khác thôi Còn với tôi, nó chỉ làm tôi buồn cười Tôi lại ra vẻ nũng nịu trước mặt chồng, trước mặt mẹ chồng Cố ý chọc cho bà tức điên Anh Thái, em không ăn mà, anh hiểu em mà, đúng không? Thái nghe thế thì liền lập tức hợp tác Ừ, anh tin em, em đừng lo mẹ chồng điên tiết lắm nhưng chẳng thể làm gì được tôi vì có thái chặn ở giữa rồi bà chỉ mặt con trai mày cứ chiều nó đi để tao xem nó còn giả vờ được bao lâu nói xong bà tức tối đi vào còn tôi thì được thái đưa lên trên phòng tôi biết tối đó mẹ chồng ăn cục tức cũng đã no chứ chẳng cần ăn cơm hôm sau tôi nói với thái anh à cuối tuần em có buổi họp lớp mà chẳng có cái váy nào đi cả thái hiểu ý liền bảo tôi hay anh cho em tiền đi mua đồ mới mà mặc nhá có được không anh em đã không làm ra tiền một mình anh thì vất vả vậy tôi cố ý ngập ngừng tôi biết nếu tôi đòi hỏi lộ liễu quá anh sẽ nghi ngờ thế nên tôi mới cố tình tỏ ra như vậy nhưng tôi thừa hiểu vì số tiền cả chục tỷ kia thì vài trăm ngàn này có là gì đâu. Ngay lập tức anh ta rút ví ra đưa toàn bộ tiền mặt trong đó chỉ trở lại một tờ rồi nói Đây em cầm lấy mà mua đồ mới đi với bạn anh chỉ cần chỗ này để sang xe là được rồi. Tôi hớn hở cầm lấy rồi vui vẻ nói Cảm ơn chồng yêu chỉ có anh là thương em nhất thôi. Thái xoa đầu tôi tỏ vẻ đầy tình cảm nhưng tôi lại khẽ quay đi Quể thầm một cách mỉa mai Tôi cầm tiền của Thái Nhưng không mua váy áo Thay vào đó tôi cất vào chỗ kín Tôi định bụng sẽ ly hôn Nhưng tôi muốn Con gái tôi tròn tuổi Thì mới tiến hành việc đó Hơn nữa tôi cũng không thể ra đi tay trắng được Hai năm tôi hy sinh cho căn nhà này Tôi phải lấy được một phần xứng đáng Để thực hiện được điều đó tôi cần có tiền và thời gian hoạch định rõ ràng. Tôi không thể cứ thế bộp chộp như những lần trước, rồi cuối cùng lại vào chồng của Thái. Lần này tôi phải có kế hoạch kỹ càng. Sau lần đó, cứ thi thoảng tôi lại xin tiền Thái. Vài lần như vậy khiến anh chẳng còn tiền dằn túi, buộc phải lấy tiền từ mẹ chồng. Mẹ chồng thấy con lấy nhiều thì cao có, Mẹ tiêu cái gì mà lắm vậy con thì con đầu tư đấy mẹ đầu tư gì mà chỉ thấy lấy mà chẳng thấy thu về vậy thì cũng cần thời gian chứ muốn câu cá to phải răng dây dài hừm làm sao thì làm coi chừng mất cả trì lẫn chài đấy mẹ yên tâm con trai của mẹ mà tôi nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con mà cười thầm cứ đợi đấy chưa biết ai mới là cá ai mới là người đi câu đâu tôi xin tiền thái thêm vài lần có vẻ anh ta cũng bắt đầu sốt ruột tối đó anh ta hỏi tôi hay cuối tuần này mình về ngoại đi tôi có chút bất ngờ nhưng vẫn hỏi lại về ngoại á ừ lâu rồi mình chưa về anh nghĩ ông bà cũng nhớ cháu rồi tôi thầm nghĩ có lẽ anh ta đã không chịu được nữa bắt đầu hành động rồi nhưng mà cũng tốt tôi cũng đã tích được một số tiền cũng nên cho anh ta ngửi chút mùi câu thì anh ta mới có hứng mà cắn câu tiếp chứ hơn nữa cũng đã lâu rồi tôi chưa về thăm bố mẹ nhân cơ hội này cho sâu về thăm ông bà luôn tôi vui vẻ nói với chồng được ạ à, em nghe anh hết thái vui vẻ khi đang nghĩ lừa được tôi nhưng anh đâu biết mọi chuyện là do tôi sắp đặt cuộc hẹn cuối tuần diễn ra theo đúng dự định thái lái xe chở hai mẹ con về ngoại sâu được đi chơi xa thì thích lắm thấy cái gì cũng lạ cũng tò mò nhìn nhà bố mẹ tôi cách nhà chồng chỉ năm chục cây số đi một tiếng là tới nơi bố mẹ thấy tôi về thì vui lắm chạy ào ra đón cháu ông bà còn thịt cả con gà để thiết đãi con rể Thái cũng tỏ ra tình cảm thắm thiết với tôi Có lẽ để bố mẹ tôi thêm phần tin tưởng hơn Sau bữa trưa tôi bế sâu vào ngủ với mẹ Còn bố tôi và Thái thì ngủ ngoài phòng khách Tôi loáng thoáng nghe Thái nhắc về chuyện đất đai Liền lắng tai nghe Con nghe nói cái khu đất trên đầu làng Ngày xưa làm đất ruộng Bây giờ đang chuyển đổi hả bố Ừ nghe bảo có khu công nghiệp định xây ở đó nên người ta đang giải tỏa chắc là được đền bù nhiều lắm hả bố ừ cũng tương đối con mà có mảnh đất ở đấy chắc bây giờ được nhiều tiền lắm thái cố gợi đến chuyện tiền nong đền bù như nhắc bố tôi về khoản tiền mấy chục tỷ kia tiếc là tôi đã gọi trước cho bố mẹ trước khi về đây dặn ông bà tuyệt nhiên đừng nhắc chuyện đền bù lúc đầu ông bà cũng thắc mắc lắm còn hỏi tôi sao phải giấu không lẽ vợ chồng có gì đúng là ông bà có kinh nghiệm hơn tôi nghe thoáng qua là hiểu nhưng tôi làm sao có thể thừa nhận chuyện chồng mình ngoại tình còn định lừa lấy tiền của bố mẹ vợ sau đó ly hôn cái kẻ hết giá trị lợi dụng là tôi đây tôi chỉ có thể bịa ra một lý do rằng chưa đến lúc để nói khi nào có tiền trong tay đã thì hãy nói để cho chồng tôi mừng Ông bà mới thôi Không thắc mắc nữa Nể thế nên khi Thái cố ý nhắc đến chuyện đó Bố tôi chỉ âm ừ Cho qua chuyện Rồi giả vờ ngủ mất Thái không thực hiện được mong muốn Thì tức tối chở mình quay lưng lại Với bố tôi Chứ cũng chẳng làm gì được khác Đến tối ở khi cơm xong Thái lại gợi chuyện với bố tôi Lần này còn thẳng thừng hơn Bố con tính mở cửa hàng bán buôn gì đó chứ cứ làm công ăn lương thế này chẳng đủ sống bố ạ bố tôi gật gù ừ con có chí tiến thủ thế thì tốt nhưng mà con còn thiếu một ít vốn nếu bố mẹ có hay là bố mẹ cho con vay sau này con ổn định rồi thì sẽ trả lại cho bố mẹ bố tôi trầm ngâm ừ bố mẹ có ruộng đất nhưng giờ chẳng cày cấy nữa rồi Giờ chỉ có cái quán tạp hóa nhỏ Để sống qua ngày Nên cũng chẳng tích cóp được nhiều Có bao nhiêu đều đổ vào nuôi cây dương Với em nó ăn học cả rồi Nên bố mẹ chẳng có dư đồng nào Thái nghe vậy Liền ngập ngừng Bố à Con thấy người ta nói Hình như bố mẹ có miếng đất chuẩn bị giải tỏa Làm khu công nghiệp Hay là Ôi sao ơi Con đừng có nghe tin vịt Cái miếng đất ấy đúng là ở trong khu đó nhưng lại chỉ ở riêng ngoài có được mấy đồng đâu con để ý đến làm gì thái định nói gì nữa nhưng bố tôi đã kêu mệt muốn đi ngủ rồi ông đi vào trong để mình thái ngồi đó trưng hửng tôi ngồi ngay cửa sổ nhìn ra sân nên nghe thấy hết tôi không khỏi cảm thấy buồn cười chắc chồng tôi đang thức lắm soi suốt cả một ngày mà vẫn chẳng moi được cái gì mất bao công sắp xếp các thứ về tận quê thế mà lại chẳng thu được gì, ai mà không tức chứ. Thế là trên đường về, mặt thái cứ nặng như đeo chì, chẳng thèm nói câu nào. Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với anh ta, chỉ tập trung chơi với con. Sau hôm đó, tôi biết không thể xin tiền của chồng nữa, nhưng không sao, tôi cũng đã tích được một số tiền kha khá để thực hiện ý đồ của mình tôi tìm một thám thử tư điều tra về tất cả tài chính của chồng tôi và cũng không quên tìm thêm cả thông tin về con bồ của anh ta nữa rất nhanh tôi có được kết quả quả nhiên có tiền vào khác hẳn thám tử cho tôi biết chồng tôi có một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên anh ta lập từ khoảng 2 năm trước tức là khi chúng tôi vừa cấy nhau không bao lâu hàng tháng anh ta góp vào đó khoảng chục triệu Hiện tại cuốn sổ đó giá trị cũng khoảng ngót nghét 200 triệu Hóa ra ngay từ đầu anh ta đã không hề trung thực với tôi Tôi tự hỏi một kẻ làm công ăn lương với mức thu nhập loanh quanh 10 triệu đồng của anh ta thì lấy đâu ra 10 triệu mỗi tháng để gửi tiết kiệm. Thông tin sau đó đã trả lời giúp tôi. Ngoài số tiền tiết kiệm đó, anh ta còn đang có một nguồn đầu tư khác đó là một nhà hàng trung hoa trên phố cái này có lẽ là nguồn thu hàng tháng để anh ta tiết kiệm nhưng vốn đâu ra để anh ta có được nhà hàng này chứ tôi chợt nhớ ra hồi đó anh ta nói anh ta có một người bạn chẳng may gặp tai nạn anh ta muốn giúp nhưng không có tiền nên hỏi mượn số vàng cưới của tôi lúc ấy tôi đã không do dự mà cho anh ta mượn đến giờ cũng không thấy anh ta trả lại tôi cũng suýt quên mất cả số vàng đó đúng là chồng tôi hai năm qua anh ta bòn rút tôi không sót thứ gì ấy thế mà còn ngoại tình và giờ còn định moi nốt số tiền đền bù của bố mẹ tôi tôi thật ngu ngốc khi mổ quáng tin anh ta suốt hai năm qua nhưng thông tin chưa dừng ở đó cô bổ kia mới là điều làm tôi bất ngờ hơn Cô ta đúng là đối tác làm ăn như chồng tôi nói, và thật sự là người đã cố tình dụ dỗ chồng tôi. Vì biết anh ta có ham muốn có con trai nên đã đánh vào tâm lý đó, dụ dỗ anh ta ngoại tình. Tuy nhiên, mục đích của cô ta cũng vẫn là tiền của chồng tôi, bởi vì ngoài chồng tôi, cô ta còn qua lại với mấy người đàn ông nữa. Cái tài mà cô ta nói có trời mới biết có phải của chồng tôi không. Đến lúc này Tôi không nhịn được mà cười khẩy Ông chồng đầy toan tính của tôi Thế mà lại bị một ả đàn bà cao tay hơn lừa gạt Bấy đầu này không hay biết Đúng là ông trời có mắt Nhân quả luân hồi Vấn đề của cô bồ vì thế Mà dễ dàng giải quyết hơn rồi Quấn sổ tiết kiệm có được Sau hôn nhân Dù có đứng tên chồng tôi Thì vẫn là của hai vợ chồng Tuy nhiên nếu anh ta chuyển sang tên Của bố mẹ chồng thì lại là chuyện khác vậy nên tôi tạm thời giữ kín chuyện này coi như chưa biết gì đợi đến khi cần mới nói như vậy mới giành được chiến thắng điều khó nhất bây giờ là nhà hàng trung hoa kia dù tôi biết nhà hàng đó được gây dựng nhờ số vàng hồi môn của tôi nhưng thực tế chẳng có mối liên hệ gì với tôi thêm nữa nhà hàng không phải đứng tên chồng tôi mà đứng tên cùng một người bạn của anh ta hình như cũng góp vốn nếu như ly hôn thì nhà hàng đó chẳng thể bị lôi ra chia cho tôi được tôi không cần nhà hàng đó hay sổ tiết kiệm của anh ta tôi chỉ muốn đòi lại tất cả những gì tôi xứng đáng được hưởng trong hai năm hy sinh vừa rồi tôi mất cả đêm suy nghĩ vẫn không ra được đối sách hết cách tôi gọi điện cho mai kể rõ mọi chuyện nghe xong mai nói với tôi để tao giới thiệu cho mày một ông luật sư ông này còn trẻ nhưng mà giỏi lắm nhất là mấy vụ ly hôn tranh chấp tài sản tao tin là ông ấy sẽ giúp được mày mai gửi số cho tôi tôi liền gọi điện ngay lập tức alo đầu dây bên kia là một giọng nam khá ấm alo ạ à, có phải luật sư nam không ạ à? vâng tôi đây cô là tôi được mai giới thiệu nghe đến tên mai Đầu dây bên kia à lên một tiếng, tôi nói tiếp, "Tôi có một chuyện cần sự tư vấn của anh, anh có rảnh không?" "Được, chiều mai lúc 3 giờ cô rảnh chứ?" "Vâng, tôi sẽ báo địa điểm cho cô." Nói xong, anh ta cúp máy. Ngày hôm sau, tôi đến điểm hẹn như đã định. Khi tôi còn đang ngơ ngác tìm người hẹn gặp mình, thì một người đàn ông vừa thấy tôi liền đứng dậy hỏi, "Cô là Dương đúng không?" vâng là tôi đây thấy thế anh ta liền ra hiệu mời tôi ngồi rồi đưa tay về phía tôi chào cô dương tôi là nam luật sư mà cô đã hẹn gặp vâng chào anh lúc này tôi mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt đó là một người khá đẹp trai trắng trẻo thư sinh nhưng không hề ẻo lả thay vào đó anh ta đem đến cho tôi một cảm giác rất vững chãi có thể dựa vào thấy tôi nhìn chằm chằm mãi nam liền háng giọng khiến tôi nhận ra mình vừa bất lịch sự thế nào tôi xấu hổ cúi đầu sau đó nam hỏi tôi cô uống gì tôi lúc này mới đỡ ngại hơn lý nhí nói ừm um, tôi uống gì cũng được cô uống nước cam nhé vâng trong lúc chờ phục vụ mang nước ra nam nói với tôi cô có thể nói rõ hoàn cảnh và câu chuyện của cô được không tôi cũng không khách sáo nữa trực tiếp đi vào câu chuyện nam rất tập trung lắng nghe thỉnh thoảng còn hỏi thêm một vài tình tiết cuối cùng anh hỏi tôi vậy mục đích cô muốn sau ly hôn là gì tôi chỉ muốn lấy lại những gì xứng đáng nhận được trong hai năm qua và tất nhiên là cả quyền nuôi con nam nhún vai rồi gật đầu nói về chuyện quyền nuôi con tôi nghĩ là không thành vấn đề tuy nhiên chuyện nhà hàng tôi e là hơi khó có điều vẫn có thể làm được tôi nghe thấy có hy vọng lập tức không kiểm chế được mà kích động nói chỉ cần anh có thể giúp tôi tiền phí không thành vấn đề nam cười lắc đầu mai là người quen của tôi tôi sẽ không lấy phí của cô quá cao đâu tuy nhiên tôi vẫn sẽ giúp cô hết sức có thể vậy bây giờ tôi cần làm gì cô cần thu thập bằng chứng chứng minh anh ta ngoại tình như vậy sẽ có lợi khi đòi hỏi quyền lợi cho tất cả mọi việc tôi nghe xong thì hỏi lại anh chắc chắn làm được chứ được nam gật đầu trả lời chắc nịch câu nói ấy khiến tôi càng vững tâm hơn chào anh luật sư tôi ra về trong lòng khấp khởi mừng thầm nhưng khi tôi đứng dậy bỗng nam hỏi tôi cô cô không nhớ tôi sao tôi rất bất ngờ trước câu hỏi của nam ngơ ngác hỏi lại anh nói gì cơ trước thái độ của tôi nam vội nói à không có gì sau đó anh vội vã rời đi tôi có chút tò mò nhưng sau đó thì quên ngay vì tôi còn nhiều việc phải làm sau hôm đó ngày nào tôi cũng chờ chồng ra ngoài để dình đi theo thế nhưng suốt mấy ngày liền anh ta chỉ quanh quẩn ở công ty hoặc lên nhà hàng chẳng hề đến chỗ cô bổ kia Tôi tự hỏi Chẳng phải anh ta mong ngóng con trai sao Sao lại không đến thăm con và cô ta Không lẽ anh ta thực sự từ bỏ cô à Hoặc là anh ta biết tôi đang theo dõi rồi Khi tôi còn đang thắc mắc Thì anh ta đột nhiên đi ra khỏi công ty Tôi nghĩ bụng Anh ta lại đi đâu giữa giờ hành chính thế này Tôi vội vàng đi theo Quả nhiên trời không phụ lòng người Anh ta thực sự đã đến chỗ cô bổ kia tôi len lén đại lén gần rồi giơ máy điện thoại chụp lại tất cả xong xuôi tôi gọi cho nam nói đã có đủ bằng chứng nam nói tôi gửi file qua cho anh tôi làm theo ngay hôm đó tôi về nhà viết sẵn đơn ly hôn chờ chồng về thái còn chưa biết chuyện gì vẫn thản nhiên về nhà còn vui vẻ vào bếp nấu cơm cho tôi tôi cũng không phụ anh ta ăn một cách ngon miệng, ăn xong xuôi, tôi nói với bố mẹ chồng, bố mẹ còn có chuyện quan trọng cần nói. Hai ông bà nhìn tôi vẻ khó hiểu, còn Thái thì ngơ ngác nhìn. chờ mọi người đã đông đủ, tôi đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt cả nhà, dõng dạc nói, con và anh Thái sẽ ly hôn. người dậy lên đầu tiên là mẹ chồng, cô nói cái gì vậy hả? ai cho cô cách quyền đấy con đã là người trưởng thành con kết hôn được thì ly hôn được chỉ cần pháp luật cho phép là được rồi thái bàng hoàng hỏi lại dương em nói thế là sao chúng ta đang tốt đẹp mà anh đã thay đổi rồi em không thấy sao tôi cười nhạt có tôi có thấy sự thay đổi của anh nhưng anh có thể nói thật cho tôi biết việc anh thay đổi là xuất phát từ lòng hối cải của anh hay từ một mục đích nào khác bị nói chúng tim đen thái chột dạ em em nói thế là sao lúc này tôi đã cũng không giấu diếm nữa nói thẳng luôn anh chẳng hối cải chút nào anh vẫn còn qua lại với cô bồ đó lý do mà anh đối xử tốt với tôi là vì mảnh đất sắp được đền bù của bố mẹ tôi đúng không thái chẳng còn gì chối cãi lắp bắp nói em em tôi cười khẩy <laughs> đơn ly hôn tôi đã ký rồi anh ký đi mai tôi nộp lên chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa nghe đến đây đột nhiên thái bật cười, <cười> cô nên nhớ chúng ta chẳng có tài sản chung gì cả cô mà ly hôn cô sẽ phải ra đi tay trắng đấy lần này đến lượt tôi cười mỉa mai anh chắc chưa anh nghĩ mấy món tài sản ngầm của anh tôi không biết gì sao những thứ đó đều được gây dựng trên mồ hôi nước mắt và sự hy sinh của tôi anh không nuốt một mình được đâu mặt thái tái nhợt khi nghe tôi nói thế có lẽ anh ta không hề biết tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay anh ta bỗng quát ầm lên cô tưởng ly hôn tôi dễ đến thế sao tôi đã làm mọi thứ để có được lòng tin của cô nhằm có được số tiền kia tôi không đời nào để cô ly hôn dễ dàng đâu nói xong anh ta cầm tờ đơn xé nát nhưng tôi chẳng bận tâm nói anh cứ việc xé Cũng không cần ký Tôi chỉ thông báo cho anh Và bố mẹ anh biết thôi Còn việc ly hôn Vốn chẳng cần đến sự đồng ý của anh Rồi tôi đi lên phòng Sau lưng tôi nghe tiếng anh ta đấm mạnh vào tường Đêm ấy tôi chốt cửa phòng Rồi đi ngủ Lát sau Thái đi lên Thấy cửa phòng khóa Đập cửa rầm rầm Dương cô mở cửa ra Tôi không mở đâu Tôi không muốn chung giường với anh nữa Nhà này nhiều phòng anh muốn ngủ đâu thì ngủ cô có mở cửa ra không tôi không đáp quay lưng vào gỗ vỗ, vỗ cho con ngủ tiếng thái vẫn gắt bên ngoài cửa nhưng được một lát biết không mở được anh ta liền bỏ đi đêm ấy tôi ngủ rất ngon có lẽ cái cảm giác tự do mới là điều tuyệt vời nhất trên đời này sáng hôm sau tôi ngủ muộn mới dậy vệ sinh cá nhân xong tôi bắt đầu thu dọn đồ dù tôi còn chưa biết đi đâu Nhưng cứ đi khỏi cái nhà này đã Tôi đã ở căn nhà này Hai năm qua Lúc mới đến háo hức biết bao Thì giờ rời đi Cũng hứng khởi không kém Tôi dọn đồ xong Đánh thức con dậy Rửa giấy cho con Rồi thay đồ Tôi bế con Và xách vali xuống nhà Bố chồng đã đi vắng Còn mẹ chồng Ngồi ngoài hiên phe phẩy cái quạt Thấy tôi bế con Còn kéo theo vali Mẹ chồng bất ngờ lắm Bà hỏi tôi Cô định đi đâu mà mang nhiều đồ vậy Còn cả cái sâu Cô định đem nó đi đâu Tôi đáp Con về bên ngoài Chuyện của vợ chồng con Con đã nói rõ rồi Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian Con về ngoại trước hay sau Cũng chỉ thế thôi ạ à? Mẹ chồng nghe thế Thì cuống cuồng giữ tôi lại Miệng gào lên Cô không được đi Ôi, Thái ơi, con dậy bà xem, cây dương nó định xách con bỏ đi này, Thái ơi. Nghe tiếng gọi, hình như Thái giật mình tỉnh dậy. Có tiếng chạy rầm rập từ căn phòng phụ phía sau đi lên. Thái thấy tôi bế con cùng chiếc vali, anh ta cũng hiểu ra ngay, liền chạy lại cùng mẹ giữ tôi và dâu. Cô đi đâu? Chuyện của chúng ta còn chưa xong, cô định đi đâu? Tôi cũng rằng lại, chuyện của chúng ta, tôi đã nói rõ từ hôm qua rồi anh cố tình không hiểu sao chuyện gì tôi với cô vẫn chưa nói rõ ràng cô không thể đi được vừa nói anh ta vừa giằng bé sâu ra khỏi tay tôi khiến nó khóc ré lên tôi nhìn mạ xót con liền nói anh đưa sâu cho tôi chẳng phải nhà anh trên nó là con gái nhà anh cần một đứa cháu trai sao vậy thì đưa con cho tôi để mẹ con tôi đi dù thế nào khi ra tòa thì quyền nuôi con cũng thuộc về tôi. Tôi còn chưa đồng ý ly hôn thì ra tòa gì chứ? Cô không được đưa con đi đâu cả. Cả cô, cô cũng không được đi. Chúng ta còn chưa nói xong." Tôi bực mình gào lên. "Chúng ta kết thúc rồi, anh cũng có người khác, tại sao anh cứ phải làm khổ mẹ con tôi?" Thấy vậy, Thái cũng nói thẳng luôn. "Thấy vậy, Thái cũng nói thẳng luôn." Cô muốn ly hôn đúng không? Được Cô bảo bố cô Sang tên mảnh đất kia cho tôi Rồi cô muốn đi đâu thì đi Tôi cười khẩy <cười> Hóa ra Mục đích cuối cùng của anh Cũng chỉ vì tiền Nếu vậy Tôi sẽ không cho anh một xu nào hết Hôm nay tôi phải đưa sâu đi Nói rồi Tôi cố sức nhào đến túm lấy con Sau thấy cảnh này Lại càng gào lên thảm thiết Nhưng Thái Chẳng để tôi đạt được mục đích Hai bên xô đẩy nhau Ngay bậc thềm trong lúc ấy không biết nghiêng ngả thế nào tôi trượt chân ngã ra sàn đập đầu cái bóp xuống đất một cơn đau nhói từ đỉnh đầu giáng xuống mắt tôi nhoẻ đi tai tôi ù đi trước khi bất tỉnh tôi loáng thoáng nghe mẹ chồng gào lên ôi ôi máu ôi rồi máu kèm theo đó là tiếng khóc thảm thiết của con gái tôi cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không cưỡng lại mà bất tỉnh Tôi đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Ở trong mơ, tôi thấy mình quay lại hồi cấp 3. Tôi thấy mình đang mặc đồng phục tới trường. Tôi thấy tôi và Mai ngồi cùng bàn, phía sau là một cậu bạn đeo kính. Thỉnh thoảng lại bắt gặp đang nhìn lén tôi, nhưng tôi chẳng thể nhìn rõ mặt cậu ấy. Rồi giấc mơ chuyển cảnh, tôi lại thấy tôi lên đại học. Cậu bạn đeo kính kia vẫn lén lút theo tôi tới trường nhưng chúng tôi không học cùng lớp nữa cậu bạn đó chỉ đứng ngoài cửa lớp nhìn tôi rồi chậm chậm rời đi cảnh tiếp tôi tốt nghiệp đại học và gặp được thái là chồng tôi những ký ức bên nhau lần lượt vụt qua tiếp theo đó là lúc con gái tôi chào đời và cả cảnh tôi bắt gặp chồng ngoại tình ở quán cà phê nọ cuối cùng là cảnh tôi xô sát với chồng và mẹ chồng tôi ngã từ bậc thềm xuống sân tôi bừng tỉnh lại sau giấc mơ nhưng tôi không thể nào mở mắt ra được tôi cố hết sức nhưng hai mi mắt cứ khép lại tôi nghe có tiếng ai đó bước vào phòng tôi cố sức vùng vẫy để ra hiệu cho người đó biết tôi tỉnh lại rồi nhưng tay chân cứ như không thuộc về tôi nữa dù tôi cố gắng thế nào thì cả người tôi vẫn chẳng thể nhúc nhích mắt thì không mở được xung quanh tối đen tôi như một người bị cầm tù trong chính cơ thể của mình có tiếng nói chuyện loáng thoáng tôi lắng tai nghe giọng của một người đàn ông xa lạ tình trạng của vợ anh tạm coi như ổn định hiện tại không có gì đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên việc cô ấy tỉnh lại hay không thì tôi không thể chắc chắn cái đó còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Chúng tôi rất tiếc chỉ có thể giúp được đến đây. Sau đó, giọng thái vang lên, tôi nhận ra ngay. Vì làm sao tôi quên được giọng nói của gã chồng bội bạc, cũng là kẻ đã đẩy tôi đến tình trạng này. Anh ta dối rít Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã giữ tính mạng cho vợ tôi. Còn chuyện tỉnh lại, chắc là phải như lời bác sĩ, phải dựa vào ý chí của cô ấy. Anh ta rất lời Có tiếng bước chân rời đi Khi cánh cửa vừa đóng lại Anh ta cũng lại gần tôi rồi nói Dương em làm tốt lắm Em không nên chết lúc này Vì em chết Thì tôi làm sao còn được chia phần đất kia Nhưng em sống cũng không được Vì em sẽ chẳng cho tôi một xu nào Vậy thì trạng thái hôn mê này Là đúng rồi Cảm ơn em nhiều nhé Thái sổ ra một chàng cười đắc ý Điều đó làm tôi chỉ muốn vùng dậy đánh anh ta một trận cho hả dạ nhưng cái cơ thể không nghe lời của tôi lại chẳng cho tôi cơ hội ấy bỗng có tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân đan sen vội vã đi vào vừa thấy tôi người vừa vào đã cất tiếng than con gái tôi dương ơi sao lại ra nông nỗi này hả con tôi nghe cũng biết là giọng nói của mẹ tôi tôi hận mình chẳng thể ngồi dậy mà ôm bà rồi nói cho bà biết kẻ khiến tôi ra nồng nỗi này chính là cái thằng chồng khốn nạn của tôi thái nghe lập tức đổi giọng tha thiết bố mẹ con xin lỗi lúc con ra thì thấy dương nằm đó rồi con vội chở cô ấy đến bệnh viện nhưng bác sĩ nói chỉ có thể cứu cô ấy đến mức này thôi bố tôi nghe xong thì khuỵu xuống mẹ tôi vội đỡ ông ơi ông cố gắng lên còn nó mà biết buồn lắm bố bố cố gắng lên ạ à? vợ con chắc sẽ không muốn thấy bố thế này đâu tôi thật sự chỉ muốn vùng dậy đấm thẳng vào mặt cái thằng chồng giả nhân giả nghĩa của tôi không hiểu ngày xưa tôi ngu gì mù mắt thế nào mà không nhận ra điều đó còn cãi bố cãi mẹ cố sống cố chết lấy bằng được hắn ta tôi quá hối hận vì đã lấy tên khốn nạn đó nhưng giờ tôi chẳng thể làm được gì nữa tôi đã trở thành người thực vật mất rồi Bố mẹ tôi khóc lóc một lúc Thì thái viện cớ Để tôi nghỉ ngơi Đuổi bố mẹ tôi ra ngoài Nội tâm tôi cũng đau buồn khủng khiếp Ở cái tuổi này Tôi còn chưa làm được gì cho bố mẹ Thì đã phải để ông bà Chứng kiến cảnh đau khổ này Sau đó Thì mọi thứ cũng yên ắng trở lại Tôi lại làm nghĩ Về những ngày đã qua Những ngày đau khổ ở nhà chồng Rồi cả tờ đơn ly hôn còn chưa kịp chỉnh lên À phải rồi Còn bé sâu Không biết ai sẽ chăm sóc con tôi Không biết bố của con tôi Có niệm tình máu mủ Mà chăm sóc nó tử tế Hay lại chỉ vì tiền nông Hoặc vì nó là con gái Mà mặc kệ chẳng quan tâm Tôi thật sự lo cho con Nhưng với tấm thân bất lực này Tôi biết phải làm sao đây Thái thuê một điều dưỡng hàng ngày đến chăm sóc tôi cho ăn, tắm rửa, lau dọn. Cô ta trước mặt Thái thì tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng anh ta vừa đi thì liền mắng chửi tôi không ngớt miệng. Cô ta mắng tôi vô dụng, hành người khác phải chăm sóc, ra không chết luôn cho rồi. Tôi cười trong lòng, có phải muốn chết là chết được đâu. Tình cảnh của tôi bây giờ nhúc nhích còn khó, muốn tự tử cũng chẳng thể làm gì. Đến ngày thứ ba, thai đến mỗi ngày một lần, bố mẹ tôi thì muốn ở đây nhưng thái cứ viện cớ tôi cần nghỉ dưỡng sợ bố mẹ vất vả nên không cho ở lâu mai cũng đến nhưng thái cũng dùng lý do trên để không cho nó đến thường xuyên duy chỉ có một người người đó luôn tranh thủ bảo mẫu không có ở đây đến bóp tay bóp chân cho tôi nói là để tránh teo cơ trên người anh ta có một mùi bạc hà rất dễ chịu anh ta còn kể cho tôi những câu chuyện nhỏ nhạt, dễ thương Và lần nào cũng dặn tôi sớm dậy đi Còn bao nhiêu việc phải làm kìa Dần dà anh ta trở thành điều tôi mong ngóng mỗi ngày Không biết bao lâu sau Có một ngày mưa bão Sớm chớp đùng đùng Điều dưỡng chăm sóc tôi Quên không đóng cửa Để mưa hắt vào tôi Lạnh buốt Tôi run rẩy cả trong tâm thức Lẫn ngoài hiện thực Sau đó Tôi thấy mình nóng bừng lên. Trong cơn mê man, tôi lại mơ những giấc mơ xưa cũ, quay về thời cấp 3 rồi đại học. Cuối cùng, tôi cũng nhìn rõ cậu bạn đeo kính kia, nhưng ngay lúc đó, cậu ấy từ từ rời khỏi tôi. Tôi cố gắng chạy theo, nhưng cứ chạy mãi cho đến khi vấp ngã ở một bậc thềm, tôi bàng hoàng tỉnh giấc. Khung cảnh trước mắt làm tôi choáng váng, tường trắng đèn trắng mọi thứ trắng toát tôi ngơ ngác nhìn quanh tôi cảm nhận mọi thứ tôi đang nhìn thấy là thật không phải mơ khung cửa sổ bên cạnh tôi nơi mà hàng tỷ lần tôi tưởng tượng trong tâm thức giờ thì có thể tận mắt nhìn thấy tôi thật sự ngỡ ngàng tôi muốn gọi người đến nhưng phát hiện ra môi tôi chỉ có thể mấp máy không thành tiếng sau đó tôi nhận ra có lẽ mình đã ở trạng thái thực vật quá lâu thế nên các cơ quan đã chẳng thể hoạt động tốt như trước đúng lúc này có tiếng mở cửa tôi vội vàng nhắm mắt lại là điều dưỡng chăm sóc tôi cô ta lại tiếp tục vừa làm vừa mắng tôi sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định tiếp tục giả vờ thực vật tôi sẽ âm thầm tập luyện để hồi phục tôi muốn dành một món quà bất ngờ cho bố mẹ và cũng muốn dành một món quà bất ngờ cho người chồng khốn nạn của tôi còn một điều nữa tôi cũng muốn biết người đàn ông đến kể chuyện và chăm sóc tôi mỗi ngày là ai hôm ấy như đã hẹn sau khi điều dưỡng đi ra người đàn ông đó lại đến anh vẫn như mọi khi bóp chân tay cho tôi rồi kể chuyện cho tôi nghe tôi muốn mở mắt coi đó là ai nhưng với tư thế và âm lượng giọng nói tôi biết anh ta đang ở rất gần nếu tôi mở mắt sẽ lộ mất mà ai cho đến khi anh ta rời đi tôi mới dám he hé mắt nhưng chỉ thấy được bóng lưng rất quen thuộc mùi hương bạc hà vẫn còn thoang thoảng đâu đây khi tất cả mọi người đã rời đi tôi bắt đầu tập luyện cơ thể của mình tôi hy vọng ngày mà tôi có thể đứng trước mặt bố mẹ dõng dạc chỉ thẳng vào mặt tên chồng khốn nạn tố cáo tất cả tội trạng của anh ta nghĩ vậy nên tôi rất chăm chỉ tập luyện mỗi ngày người đàn ông kia vẫn đến như thường lệ nhưng vì anh ta luôn ở quá gần tôi vẫn không có cơ hội nhìn trực diện anh ta mỗi ngày chỉ có thể nhìn bóng lưng anh ta lúc rời đi nhờ tập luyện chăm chỉ dần dà tôi đã nhắc được tay rồi chân rồi cả đùi lên tôi sung sướng khi mình có thể hơi nhích người dậy ngày hôm đó thái lại đến anh ta nói với tôi, "Dương, cô biết gì không? Tôi nói với bố mẹ về chi phí điều trị cho cô ở đây, quá tốn kém. Tôi nói tôi không đủ khả năng chạy chữa nữa. Và cô biết sao không? Họ nói với tôi về khoản đền bù kia và họ sẽ chia cho chúng ta một nửa số đó. Ngày mai họ sẽ đến đây và tuyên bố điều đó trước mặt cô cùng mọi người liên quan. Cô biết bao nhiêu tiền không? 32 tỷ đấy." thái cười lớn hào hứng nói tiếp tiếc nhỉ cô không dạy được để tiêu số tiền đó thôi để tôi tiêu hộ cô vậy chờ khi tôi sang tin tất cả số tiền đó cho một mình tôi thì cô sẽ chẳng còn là vợ tôi nữa nghe những lời khốn nạn phát ra từ miệng người chồng từng đầu ấp tay gối tôi chỉ muốn bùng dậy đấm cho hắn một trận nhưng tôi hiểu giờ chưa phải lúc tôi lúc này mới chỉ nhích người tại chỗ Thái đã sắp đạt được mục đích Anh ta sẽ bất chấp tất cả Để chạm vào được số tiền kia Lỡ như tôi làm lộ chuyện Tôi đã tỉnh lại và cử động được Tôi sợ hắn ta sẽ giáp tâm Hại tôi lần nữa Cơ hội duy nhất của tôi Chính là ngày mai Khi bố mẹ tôi đến đây Và tuyên bố cái việc kia Vậy thì tôi sẽ cố nín nhịn Đến lúc đó vậy Thái làm nhà một hồi Thì sung sướng ra về Tôi lại nằm. Tôi lại nằm đó một mình. Hôm nay người đàn ông đó chưa hề đến. Tôi chờ cả một ngày vẫn chưa thấy anh ấy đến. Tôi có chút thất vọng, chưa bao giờ anh ấy không đến cả, dù muộn thế nào. Tôi đột nhiên nhận ra, hình như bản thân đã yêu người đó từ lúc nào. Sáng hôm sau, thai đến từ sớm, chỉ đạo điều dưỡng Dọn rửa sạch sẽ cho tôi Một lát sau Có rất nhiều tiếng bước chân đi vào phòng Giọng thái lễ phép Bố mẹ, bố mẹ đến rồi ạ à? Con đang lau người cho Dương Ừ, con cứ làm nốt đi Giọng bố tôi vang lên Rồi thái vờ cầm khăn Nhẹ nhàng lau tay chân cho tôi Dường như anh ta đang cố thể hiện Sự ân cần đối với tôi Để cho bố tôi thấy anh ta Đã tận tâm thế nào Sau đó chờ khi anh ta làm xong bố tôi lại gần tôi và nói dương à hôm nay bố đến sang tên số tiền được đền bù ở quê cho vợ chồng con chỉ tiếc là con không tỉnh dậy bố để thái nhận thay con con mau tỉnh lại nhé rồi thái lên tiếng bố yên tâm con sẽ chăm sóc dương thật tốt chờ ngày cô ấy tỉnh lại bố tôi đáp ừ bố mẹ chẳng biết sống được bao lâu nhờ cả ở con vâng ạ à, Tôi hiểu, đã đến lúc mình cần tỉnh lại. Tôi mở to mắt, rồi nắm lấy bàn tay bố đang cầm tay tôi. "Bố, không cần đâu, con không cần anh ta chăm sóc." Bố tôi và tất cả những người ở đó, bao gồm Thái, đều ngỡ ngàng trước sự tỉnh dậy thần kỳ của tôi. Mẹ tôi thấy thế thì nhào đến, "Dương, con tỉnh rồi sao? Con, con tỉnh rồi sao?" Tôi quay đầu sang nhìn mẹ, bất giác hai hàng nước mắt rơi. "Vâng," con tỉnh rồi mẹ ạ à. Mẹ ôm lấy tôi khóc nức nở Bàn tay bố cũng siết chặt lấy tay tôi Tôi thấy khóe mắt ông lấp lánh Thái nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vẻ mặt mừng vui rồi chạy đến nói Dương em tỉnh rồi sao em tỉnh thật rồi Tôi không thèm đáp Sụt sùi một hồi tôi nói với bố mẹ Bố mẹ còn có chuyện muốn nói Bố mẹ hơi bất ngờ hỏi tôi Còn có chuyện gì con mới tỉnh lại mà thái biết tôi định nói gì thấy thế cũng lo lắng hỏi đúng rồi em mới tỉnh lại mà có gì từ từ nói cũng được bố mẹ con cần nói ngay bây giờ bố mẹ thấy vẻ mặt kiên định của tôi cũng gật đầu được con nói đi tôi hít một hơi thật sâu giơ tay chỉ vào thái bố mẹ có biết tại sao con ngã không là anh ta đẩy con đấy bố mẹ tôi tròn mắt nhìn thái con nói gì vậy Dương, con có nhầm không? Con không nhầm đâu ạ, à. anh ta đang ngoại tình nhưng không cho con ly hôn. Chỉ vì mua lấy tiền đền bù của bố mẹ, con đã tìm đủ bằng chứng, nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn và định rời đi. Nhưng anh ta không đồng ý cho con đi, lúc rằng co, chính anh ta đã đẩy con ngã đập đầu xuống sân. Bố mẹ tôi nhìn sang người con rể mà mình hết mực tin tưởng. Thái, có đúng như vậy không? hắn ta không còn đường giải thích cứ đứng lắp bắp con con tôi nói tiếp những ngày ở đây dù con hôn mê nhưng con biết hết hôm nào anh ta cũng đến nhưng không phải để chăm sóc mà là giám sát anh ta thuê điều dưỡng lau dọn cho con nhưng cô gái đấy lúc nào cũng chửi con vô dụng rồi rủa con chết đi bố tôi nghe xong liền nói với thái cậu sẽ không có một đồng nào từ tôi đâu luật sư ở đây rồi Anh không cần làm thủ tục sang nhượng nữa Làm thủ tục ly hôn cho con gái tôi luôn đi Chú luật sư gật đầu Rồi đi ra ngoài Thái nhìn luật sư rời đi Đồng nghĩa với việc Việc sang nhượng 32 tỷ Cũng chấm dứt Anh ta điên cuồng chỉ vào tôi rồi hét lên Tại cô Tất cả là tại cô Sao cô cứ ngăn cản tôi vào lúc quan trọng thế hả Sao cô không chết luôn đi nói xong anh ta vơi lấy con dao hoạt hoa quả bên cạnh rồi dí vào cổ tôi tôi mặc dù đã hồi phục nhưng cơ lực còn rất yếu chẳng đủ sức chống lại thanh niên như anh ta tôi bị anh ta lôi xuống giường rồi kéo lê dưới đất lúc này trong phòng chỉ có bốn người là bố tôi tôi mẹ tôi và thái bố mẹ tôi sợ hãi nói thái cậu làm gì thế màu bỏ con dao xuống chúng ta từ từ nói chuyện còn chuyện gì nữa chuyện đến nước này tôi phải giết cô ta giết cô ta thái vừa nói vừa dí dao vào sát ra thịt tôi mẹ tôi liền nói tôi xin cậu tôi xin cậu đừng làm hại nó tôi xin cậu nhưng thái dường như phát điên anh ta lôi sành sạch tôi ra cửa hôm nay không ai được rời khỏi đây hết không ai hết đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra có ai đó bước vào Thái định vùng dao về phía người đó Nhưng người đó đã ai nhanh tay hơn Không những đỡ được Mà còn đạp cho Thái một cú đau điếng Khiến hắn phải buông tôi ra Không còn đường lui Tháo liền lao ra cửa sổ Rồi chạy mất Lúc này tôi dường như đã quá kiệt sức Sau một cuộc chiến dài Mắt tôi nhòe đi Trước khi ý thức mất hẳn Tôi thấy quanh mình phảng phất Một mùi hương bạc hà dễ chịu Tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài nữa, lúc tôi mở mắt, bố mẹ tôi đã ngồi bên giường. Thấy tôi tỉnh lại, ông bà cuống quyết hỏi tôi, "Còn có sao không? Có khó chịu chỗ nào không? Có cần mẹ gọi bác sĩ đến không?" Nhưng hiện tại, tôi thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi cười nói, "Không cần đâu ạ, à, chỉ cần bố mẹ ở đây là con ổn rồi." Cả nhà chúng tôi nói cười rất vui vẻ. Dường như rất lâu rồi Tôi không được cảm nhận hương vị gia đình như thế Lúc này Mai cũng vừa đến Dẫn theo một người bạn nữa Tôi lờ mờ nhận ra Đó là Nam Luật sư nhận vụ ly hôn của tôi Mai thấy tôi tỉnh lại Mỉm cười Tỉnh rồi à Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời Mai lại hỏi tiếp Thế có nhận ra đây là ai không Tôi thều thào đáp Là anh Nam luật sư Mai cười, chỉ thế thôi à? Tôi cố gắng nhớ lại xem mình có bỏ lỡ điều gì không, nhưng tôi chẳng nghĩ ra điều gì cả. Lúc này, một mùi bạc hà phảng phất trong gió. Thái bị truy nã vì tội đe dọa giết người và ngộ sát không thành, rất nhanh đã bị bắt. Ngày anh ta bị kết án, tôi đã hồi phục và có đến dự. Anh ta bị tuyên án 18 năm tù giam toàn bộ tài sản của anh ta được đứng tên sâu, con gái tôi. Vì sâu còn nhỏ nên sẽ giao cho tôi tạm thời quản lý, đợi đến khi con đủ tuổi thì tôi sẽ tận tay giao lại cho con. Lúc anh ta bị cán bộ dẫn đi, tôi nói cho anh ta biết sự thật về đứa con trai mà cô nhân tình của anh ta sinh ra, vốn chẳng phải con ruột của anh ta. Thái gần như điên loạn khi biết sự thật đó. Khi ra khỏi tòa Nam đã đợi tôi trước cổng Không phải tư cách luật sư Mà là người yêu của tôi Hóa ra Nam chính là cậu bạn đeo kính Đã thích tẩm tôi Suốt bao nhiêu năm qua Từ hồi cấp 3 cho tới khi đại học Đến khi tôi yêu Thái Và lấy chồng Anh mới ngừng lén nhìn tôi Nhưng khi biết tôi vướng mắc trong hôn nhân Anh lại sẵn sàng trở lại giúp tôi Thật tiếc là tôi lại chẳng nhận ra anh chính là cậu bạn đeo kính năm xưa trong thời gian tôi nằm viện chàng trai có mùi hương bạc hà hay đến thăm tôi cũng chính là nam bằng sự chân thành của mình anh đã khiến tôi yêu anh ngay cả khi tôi chỉ đang sống đời sống thực vật anh nắng vàng ấm áp trải dài trên bãi cỏ xanh mướt chạy tới tận chân đồi một khung cảnh mà có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ hạnh phúc hôn trường màu trắng tím với hoa hồng và voan răng khắp lối. Tiếng nhạc dịu dàng vang lên. Bố tôi một lần nữa nắm tay tôi bước lên thảm. Nhưng lần này tôi có thêm sâu làm người dẫn đường cho mẹ. Con bé dù chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy mọi thứ hoành tráng và được dẫn đường phải tung hoa phía trước con đường mà mẹ sẽ đi thì hào hứng lắm. Ở cuối con đường kia có nam đang đứng đó mặc một bộ vest đen lịch lãm trên ngực cái bông hoa hồng đỏ nổi bật giữa một rừng hoa trắng nhạt nhòa anh nhìn tôi trìu mến tôi sắp bước hết con đường kia được bố trao cho con rể mới cùng lời hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời lần này tôi thật sự tin đây sẽ là tình yêu cuối cùng của cuộc đời mình một gia đình có nam có sâu và có tôi tình yêu thật kỳ lạ nó thường đến vào lúc Tưởng chừng như tăm tối nhất Trong cuộc đời mỗi người Nhưng cũng chính nó Lại cứ đơn giản xuất hiện Rồi từ từ thắp lên từng ánh sáng nhỏ xíu Dù là le lói Thì sau đó Cũng dần đủ lớn Để có thể chiếu sáng Cả một vùng đất rộng lớn trong tâm hồn Quý vị và các bạn thân mến Cuộc sống là vậy đấy Phải trong chăn mới biết chăn có giận đã là đàn ông Không chăm lo được cho gia đình thì thôi Lại còn muốn lợi dụng vợ con Chuộc lợi cho bản thân Người như vậy thì làm gì có được hậu vận tốt lành Chúc mừng Dương Đã có hạnh phúc sau bao sóng gió Sau khi nghe xong câu chuyện Các bạn cảm thấy câu chuyện này thế nào Hãy để lại đôi dòng bình luận bên dưới nhé Cảm ơn quý vị và các bạn Đã quan tâm theo dõi Chuyện hay audio xin chào Và hẹn gặp lại trong những câu chuyện sau